Rồi xin chào tất cả các anh chị ở đây. À, rất là vui vì hôm nay uh, đã nhận được uh, lời mời của uh, Admin uh, Hội nhà thuốc Quầy thuốc Việt Nam để đến đây uh, chia sẻ với các anh chị về một chủ đề uh, chuyên sâu cho marketing cho nhà thuốc với cái uh, uh, nội dung là nhà thuốc online trong uh, thời đại 4.0 thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Bởi vì đây là một cái xu hướng uh, để chúng ta có thể phát triển bền vững trong cái thời đại số. Thì ngày hôm nay cái phần trình bày của uh, uh, chắc là ở đây thì cũng có những anh chị lớn tuổi và có những anh chị thì uh, có những bạn trẻ nên là chắc là tôi xưng là tôi đi cho nó uh, cho dễ nhé Và uh, phần trình bày của tôi ngày hôm nay thì theo uh, kế hoạch của ban tổ chức thì sẽ có khoảng uh, 30 phút để uh, chia sẻ và um, 30 phút là sẽ để dành thời gian để cho các bạn có thể uh, uh, hỏi đáp và những um, uh, đưa ra những cái ý kiến để chúng ta có thể thảo luận và trao đổi. Uh, thì ngày hôm nay á cũng phải chia sẻ với các anh chị và các bạn là tôi đến đây với tâm thế là ngày hôm nay không phải là một khóa học mà tôi đem đến những cái câu chuyện những cái trải nghiệm thực tế từ bản thân trong cái quá trình mà đã phát triển nhà thuốc ở từ những cái năm đầu tiên làm là từ năm 2012 cho đến hiện tại bây giờ là đã khoảng 10 năm và thất bại có thành công có À, tôi cũng rất là mong là những cái chia sẻ của mình nếu là chia sẻ về sự thất bại thì cũng giúp anh chị sẽ có thể tránh được những cái vết xe đổ đó còn những cái thành công có thể đâu đấy gợi mở cho các anh chị những cái hướng đi trong tương lai à, thì uh, tôi cũng rất là mong là lần đầu tiên uh, tôi đến với lại cộng đồng nhà thuốc vì trước đây thì uh, không biết là có thể có một số anh chị đã biết tôi nhưng có một số anh chị chưa thì phải chia sẻ với anh chị là tôi cũng là một admin và cũng là đồng thời là người sáng lập cộng đồng marketing y dược com cũng là một cộng đồng rất là sôi nổi gia nhập lại khi mà tôi có sáng lập siêu thị thuốc vào năm 2020. Vì vậy ngày hôm nay thì cũng rất là mong buổi đầu tiên thì các anh chị cũng sẽ tích cực chia sẻ thảo luận để chúng ta có một cái buổi gọi là chia sẻ với nhau tâm sự thì đúng hơn tâm tình chuyện nghề sẽ mang lại thật là nhiều giá trị cho tất cả các anh chị và các bạn. Thì để mở đầu chắc là chúng ta sẽ dành một chút thời gian để làm quen với nhau. À, tôi xin được giới thiệu lại à, vừa, vừa nãy thì Tùng đã giới thiệu rồi nhưng mà tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn một chút về bản thân mình à, cũng là để các anh chị biết qua cái, cái kinh nghiệm quá trình làm việc của tôi thì các anh chị có thể đưa ra những cái câu hỏi mà anh chị mong muốn được giải đáp à, rất mong các anh chị là vì hiện tại chúng tôi uh, mở zoom này uh, để mà tăng cái tính tương tác ấy, thì chúng tôi sử dụng nền tảng là uh, lớp học vì vậy là chúng tôi không dùng công nghệ là webinar để cho anh chị có thể thoải mái bật mic và chia sẻ nhưng mà như vậy thì nó cũng sẽ giúp anh chị cũng cũng bị ảnh hưởng một chút cho giảng viên là các anh chị hạn chế thao tác bật mở mic thứ hai là vẽ lên màn hình để không ảnh hưởng đến cái quá trình theo dõi của các anh chị khác à, chúng ta có đồng ý không ạ nếu mà đồng ý thì chắc là các anh chị cho những cái nút reaction nhá giơ tay hoặc là like xe để mà thứ nhất là tôi biết được rằng là ở đây các anh chị vẫn đang rất là đông người nghe và thứ hai là chúng ta đồng nhất với một số những cái um, gọi là những cái uh, quy định để mà chúng ta tất cả mọi người đều uh, có một cái buổi tối uh, tham gia uh, trọn vẹn rồi ok à. uh, cảm ơn các bạn các anh chị uh, cũng đã tương tác rất là nhiều rồi mình uh, xin lỗi các bạn nhé mất chút thời gian của mọi người uh, thì xin giới thiệu lại một chút là uh, tôi là dược sĩ K57, Đại học Dược Hà Nội, tức là đã ra trường được 15 năm và hiện tại thì cũng đồng thời đang là học viên của khóa về thạc sĩ về marketing, sale và service của Đại học Sorbonne Pháp. Thì rất là vui là sau một thời gian làm về marketing và sale cho cả được trải nghiệm làm sale tức là quản lý trình dược viên ở Glaxo Smith tức là một doanh nghiệp một hãng dược mà khá nổi tiếng chắc anh chị cũng biết có các sản phẩm như là Omantenzinat, thì uh, tôi có 5 năm uh, làm uh, vị trí um, uh, phụ trách uh, uh, giám đốc marketing tại công ty uh, CVI Phạc Ma và bắt đầu từ năm 2018 đến nay thì tôi sáng lập học viện Marketing and Sales Dược MPG uh, chuyên giảng dạy những cái khóa học uh, về marketing và sale cho uh, các nhân sự trong ngành dược và đồng thời cũng là sáng lập của công ty tư vấn chiến lược Pharmacoco Agency uh, chuyên cung cấp các dịch vụ về tư vấn cũng như là làm các dịch vụ truyền thông và cũng là chuyên cho ngành dược. Uh, tuy nhiên thì đấy là những cái lĩnh vực nghề nghiệp nó có vẻ không liên quan lắm đến buổi ngày hôm nay còn ngày hôm nay tôi sẽ tập trung chia sẻ với các anh chị những cái trải nghiệm mà tôi làm uh, đối với lĩnh vực nhà thuốc đấy là đã từng uh, mở nhà thuốc tâm đan vào năm 2012 uh, cho đến năm 2014 thì tôi đóng cửa và lý do tại sao tôi đóng cửa tôi sẽ chia sẻ với các anh chị ở phần sau uh, và đến năm 2020 thì sau một thời gian gọi là À, cân nhắc suy nghĩ cũng đắn đo rất là nhiều thì quyết định quay trở lại à, à, lĩnh vực kinh doanh bán lẻ và đã mở siêu thị thuốc MPG và với một cái concept tức là với một cái uh, định hướng một cái, cái um, định hướng về kinh doanh khác hoàn toàn với những gì tôi đã làm cho nhà thuốc Tâm Đan và rất là may mắn là bởi vì uh, có chiến lược đúng và cũng đã uh, định vị rõ ràng cũng như là phân tích những cái lợi thế lợi thế của bản thân thì uh, lần này Tôi khởi nghiệp với nhà thuốc thì đã thành công và hiện tại thì tôi có thể tự tin rằng là siêu thị thuốc MPG cũng là một trong những cái uh, nhà thuốc những cái mô hình mà đang nhận được sự tin dùng của rất là nhiều uh, các khách hàng không chỉ ở Hà Nội mà ở uh, trên toàn quốc và doanh số của chúng tôi rất là ổn định và với uh, uh, gọi là doanh thu có thể uh, nuôi sống và uh, cho từ năm cho đến 6 uh, nhân sự đều là những dược sĩ đại học thì nói sơ như thế để anh chị thấy được rằng là nhà thuốc cũng đang có một cái doanh số, doanh thu và lợi nhuận ổn. dành thời gian để cho. thì ngày hôm nay như tôi chia sẻ với các anh chị, tôi không đến đây để mà dạy về kiến thức bởi vì nếu mà để dạy vào một khóa học thì trong vòng một tiếng sẽ không đủ và đôi khi những cái lý thuyết nó sẽ không quá thực tế với các anh chị để chúng ta có thể dễ dàng ứng dụng vào cuộc sống và công việc thì ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ trải nghiệm về đúng hơn và cái câu chuyện ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ đó chính là những cái uh, uh, bài học những cái định hướng uh, những cái tư duy ở tại thời điểm mà tôi làm hai nhà thuốc này thì uh, đầu tiên chia sẻ với anh chị rất là thẳng thắn đấy là bài học thất bại của nhà thuốc tâm đan năm 2012 và như anh chị nhìn thấy trên màn hình á, là năm 2015 mặc dù rất là nuối tiếc cũng đã nghĩ rằng là uh, mình là dược sĩ thì cũng muốn cố giữ cho mình một cái uh, uh, gọi là một một cái um, sự nghiệp và gắn liền với cái bằng mình đã học nhưng mà tôi cũng phải đóng cửa uh, cũng phải thanh lý toàn bộ uh, hệ thống tủ kệ sau hơn một năm đóng cửa nhà thuốc và thời điểm đó thì uh, đâu đấy trong những cái gì tôi chia sẻ ngày hôm nay có thể nó vẫn đúng với một số các anh chị nếu chúng ta vẫn giữ hình thức kinh doanh truyền thống thì tôi phải chia sẻ luôn là cái nhà này là nhà của tôi và nó chính xác hơn là nhà của bố mẹ tôi nhà của bố mẹ tôi tức là kinh doanh là gần như là mình không mất tiền mặt bằng cái thứ hai cái bằng là bằng của mình tức là mình không mất tiền bằng và ở đây như vậy là mình chỉ mất có tiền lương nhân viên à, và một số những cái khoản uh, phụ phí khác thì các anh chị làm các anh chị cũng biết nhưng mà tại sao mà mình đã không mất một cái gì mà cuối cùng mình vẫn phải đóng cửa bởi vì tôi phải chia sẻ rất cả thẳng với anh chị là không phải là tôi lỗ nhưng mà lãi không có nhiều tức là mỗi một tháng đâu đấy bỏ ra chỉ có vài trường. mấy bạn mới ra trường hoặc là non kinh nghiệm đâu đấy mức lương thôi nhớ thời điểm đấy trải khoảng ba bốn triệu thôi thì nó sẽ dẫn đến một loạt những cái dây chuyển đằng sau. Thứ nhất là về vấn đề về sản phẩm ấy thì do là mình tư duy là mình không có đầu tư lớn mình không có chuyên tâm vì thời điểm đấy tôi vẫn đang làm uh, đi đi làm giám đốc marketing ở các đơn vị các tập đoàn lớn chính vì thế là uh, mình chỉ đầu tư ở đâu đấy là thời điểm đấy tôi không nhớ chính xác nhưng khoảng 100 150 triệu và sản phẩm thì rất là ít bởi vì là mình không mình mình sợ cái hàng cận đáp này rồi là mình sợ là không bán được hàng rồi mình sợ là động vốn thì thứ nhất là mình đã phê về mặt sản phẩm rất nhiều khách hàng đến mua hỏi là không có cái thứ hai ấy là về vấn đề về định giá Thời điểm đấy thì nói thật với các bạn là tôi cũng chưa có nhiều kinh nghiệm. Mình định giá rất là cứng nhắc, tức là và thứ nhất là mình cũng không có nguồn hàng phong phú nữa. Mình chỉ có nhập trên chợ thôi và nhiều khi còn chẳng có thời gian đi chợ. Thế là chỉ gọi người ta đem hàng đến. Dẫn đến một tình trạng là thứ nhất là giá mình nhập đã không cạnh tranh. Cái thứ hai ấy, là nguồn hàng của mình nó không có phong phú bởi vì là mình chỉ lệ thuộc vào người đi gọi hàng. Cái thứ ba là mình định giá ở đấy mình chưa khôn, mình chưa có chiến lược giá. Nên là mình cứ auto là cứ nâng lên 5-10%. Để mà định định giá Để mà gọi là cũng có đi tham khảo bên xung quanh Để định giá cho cạnh tranh Và đặc biệt nữa là cái cách Hồi đấy kinh doanh đặc tính truyền thống Tức là không khuyến mại Không giảm giá Với cái tư duy trong đầu của tôi ấy, đi mua thuốc ấy, Đấy là một cái chăm sóc sức khỏe Và gần như là người ta cần đến mình Chứ mình không cần đến người ta Nên là không có làm khuyến mại gì hết Và uh, Thậm chí những cái hàng cận đát ấy, Mình cũng bỏ đi chứ mình cũng không có những cái tư duy để có thể là à khuyến mại để kích thích người ta mua hoặc là đổi trả đối tác và cái nữa là thời điểm đó thì tính ra lợi nhuận rất là thấp bởi vì uh, cái phần trăm mình lấy không có nhiều những cái hàng tư vấn lãi thì lại uh, một là kỹ năng tư vấn của nhân viên kém cái thứ hai là bản thân mình cũng kém bởi vì mình không có tư duy tư vấn hàng uh, những cái sản phẩm mới lạ và cái thứ ba nữa là bản thân cái danh mục những cái hàng đấy thì mình cũng ít vì mình không đi tìm hiểu danh mục và không có nhiều đối tác uh, cái uh, lý do thứ tư nữa là thời điểm đấy cái nhà thuốc của tôi ấy là nó là mặt đường nhưng mà nó lại bị khuất ở dưới những cái bóng cây và cái thứ hai là cái vỉa hè nó rất là ngắn nên là rất là khó để để xe và bản thân người ta cũng rất là khó nhìn cái thứ năm nữa như các anh chị có thể nhìn thấy là nhà tôi thì khá là chật hẹp nhỏ hẹp đâu đấy nó chỉ chưa đến uh, bây giờ tôi không nhớ chính xác nhưng là đâu đấy là đi cả vào phía bên trong nhà để cố ra kéo được thì được 20 mươi mét và cái cái, cái bề ngang ấy thì nó chưa được 3 mét nên là cái, cái không gian nó vô cùng ít và vì vậy thời điểm đấy chúng tôi không có những cái nguồn thu về mặt trưng bày bởi vì bản thân các um, các, các um, công ty dược thì họ bản thân tôi cũng thế, tôi khi tôi yêu cầu các bạn trình thủ viên đi chọn đấy là phải chọn những nhà mà có không gian rộng này trưng bày đẹp và có cái khoảng không gian để mà khách hàng họ đứng họ chờ thì họ mới nhìn được, thì đấy là cái vấn đề về soi chiếu, ở đây thời điểm đấy ấy tôi chỉ có thể lít ra được những cái đầu mục mình hồi đấy thì chỉ không biết rõ là tại sao mình thất bại chỉ biết rằng à mình mắc một số sai lầm mà mình tính tại sao không hiểu sao doanh thu nó không lên được và cái lợi nhuận mình không đủ để nuôi nhân viên cũng như là đủ để trả lương cho chính mình thì bây giờ tôi mới soi chiếu vào các anh chị thấy bốn cái bảy cái chữ màu đỏ ấy đó là 7 p khi nào mà các anh chị tham gia những cái khóa học bài bản về marketing thì đâu đấy các anh dần dần các anh chị sẽ hiểu thấm từng chữ này và tôi đang đi theo lần lượt bảy cái chữ p để soi chiếu vào những cái thất bại của mình cái đầu tiên là sản phẩm cái thứ hai là giá cái thứ ba là phân phối thì bây giờ tôi nói với anh chị tiếp là cái thứ tư đấy chính là thời điểm đấy tôi không có ý niệm về mặt truyền thông mặc dù đang làm giám đốc marketing ở một đơn vị khác nhưng đối với nhà thuốc thì tôi không nghĩ rằng nhà thuốc của mình phải làm marketing để ngay từ đầu thì cái, cái tâm thế của tôi khi mở nhà thuốc ấy là thôi lãi được đồng nào hay đồng đấy cứ miễn là mình nuôi được nhân viên và mình có tiền đâu đấy khoảng uh, chục triệu đốt túi là được rồi coi như đủ cái tiền, uh, tiền bằng và tiền đỡ phải đi thuê bằng và không phải cho thuê nhà đấy thì tư duy là thế nên là gần như mình bị động vào những cái khách hàng gọi là những khách hàng quen Những khách hàng ở xung quanh hàng xóm Rồi là xung quanh cái khu tôi ở Chứ không hề có một cái động thái nào Việc tìm kiếm khách hàng Ở cái bán kính xa hơn Hay là ở những khách hàng về online Mặc dù thời điểm đấy tôi đã làm marketing online Cho nhãn hàng Kumagon rồi Và cái tiếp theo để Về mặt truyền thông sai lầm Đấy là thời điểm đấy tôi đã chơi Facebook nhưng Tôi chơi Facebook từ rất sớm từ năm 2010 Nhưng chỉ để dùng cho các nhãn hàng mà tôi làm giám đốc marketing Nhưng lại không sử dụng cho chính phải nhà thuốc của mình Bởi vì thời điểm đấy mình cũng cứ tư duy trong đầu là uh, Facebook của mình thì toàn là anh chị em bạn bè Mình, quan điểm của tôi thì bán hàng Tôi chỉ né không muốn bán cho người thân, người quen Đại loại là mình rất là ngại Tức là lãi nhiều thì mình cảm thấy anh nấy Mà lãi ít thì nó chẳng có công Mà rồi bán rồi có vấn đề gì thì có khi lại mất tình cảm Nên thời điểm đấy là mình quan điểm là không dùng Facebook cá nhân để bán hàng Cũng không đăng cái bài đầu tiên mà tôi đăng về nhà thuốc của tôi chính là lúc tôi thanh lý tủ thuốc chứ không phải là những lúc mà tôi uh, giới thiệu về những cái sản phẩm dịch vụ của mình và cái tiếp theo ấy là về uh, vấn đề về nhân sự thời điểm đấy tư duy của mình như ban đầu tôi có nói với anh chị ấy, là mình làm nhỏ nên mình làm sao tiết kiệm tối đa tất cả những cái khoản chi và một trong số đó là nhân sự mình không muốn chi tiền để tuyển những cái bạn mà nhân sự cứng bởi vì mình không biết là liệu là doanh thu có đủ hay không và vẫn là bài toán con gà quả trứng tôi lựa chọn là tôi chỉ sử dụng những cái bạn mới ra trường hoặc ra trường 1 2 năm, đại loại là thu nhập ít và cũng không đào tạo bởi vì mình quá bận, mình không có thời gian để mình xây những cái quy trình tư vấn như thế nào là chuẩn hoặc là làm những cái checklist mà mình khoán trắng cho các bạn ấy, tức là đã non thì chớ xong vào lại phải tự bơi và cũng không có thời gian để truyền cảm hứng gì hết. Tức là mình cũng không Uh, mình gọi là mình đảo ca vào buổi tối thôi chứ mình không có uh, động viên các bạn ấy để mà mà các bạn ấy có động làm việc cũng như thời điểm đấy cũng xây ra chính sách thưởng nhưng mà chính sách thưởng đâu đấy mang rất là hình thức và nó giống như kiểu là uh, để nhàn cho mình ấy thì mình cứ gom hết cả doanh thu uh, bạn ấy bán được rồi thưởng một cái khung nào đấy chứ không phân tách ra từng dòng ví dụ như hiện tại bây giờ nhà thuốc của tôi có thể là phân là bốn dòng với những mức lãi lợi nhuận khác nhau thì tỷ lệ các bạn sẽ hưởng là khác nhau thì động lực sẽ tốt hơn uh, và tiếp theo là về vấn đề về quy trình cũng thế à, Chúng tôi ở thời điểm đấy Thì mang tư duy nhỏ lẻ lên Cũng không xây quy trình nhân viên Tức là mình cũng không chuẩn hóa nhân viên đầu vào mình cũng không đào tạo đầu ra thì cũng không chuẩn hóa dẫn đến là uh, có bạn thì sẽ được khách hàng rất là yêu thích rất là khen ngợi nhưng có những bạn để khách hàng chê mà nhiều khi khi mà khách hàng đến chê thì người ta lại không gặp tôi chẳng hạn thế là người ta ôm cái bực tức đấy và người ta đi sang nhà thuốc khác chứ mình cũng không có cơ hội để mà giải thích hay là níu chân dẫn đến cái thời uh, thời điểm đấy tôi nhớ là doanh thu rất là sồi chuột có những ngày thậm chí chỉ được có 600.000 uh, có những ngày cao thì được hai triệu ba triệu nhưng mà đại loại là một doanh thu một tháng tôi nhớ là chẳng bao giờ vượt được hơn 100 triệu cả. Nó chỉ có khoảng đâu đấy 100 triệu mà anh chị cũng biết là nếu 100 triệu doanh thu thì cái lợi nhuận nó thấp như thế nào. Và thời điểm đấy thì cũng chẳng có ý niệm gì về thương hiệu hết, thậm chí là cái biển bảng mình cũng không có đầu tư mà mình chỉ làm vài triệu cho nó qua theo đúng tiêu chuẩn để có nhà thuốc GPP uh, gọi là GPP chuẩn thôi, chứ cũng không có quan tâm gì đến uh, uh, làm sao để cái biển nó thật là to để người ta đi đường người ta nhìn thấy hoặc là quan tâm đến những cái đánh giá review thì đấy chính là một trong những cái trong trong số những cái 10 cái lý do mà tôi nghĩ rằng cái chuyện việc thất bại của nhà thuốc tâm đa là điều không tránh khỏi. Và tôi cũng rất là may mắn là tôi đã cắt đứt nó sớm là chỉ mất 2 năm. Và các anh chị mà có ai có đồng cảm thì chúng ta có thể là cứ đánh thoải mái vào trong chat nhé, tôi vẫn có thể nhìn được và nếu các anh chị trong 10 cái này và anh chị tâm đắc nhất cái nào thì anh chị cứ đánh vào zoom chat xem xem là liệu là những cái gì mà tôi liệt kê ra nó có đúng với những cái gì mà anh chị đang trải qua hay không và sẽ chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận để giải quyết cái bài toán này như thế nào. Thì uh, tiếp theo khi mà tôi um, đã đóng nhà thuốc và thời điểm mà tôi đóng á thì trong đầu mình đã từng nghĩ rằng là tôi chả bây giờ mở lại nhà thuốc vì rất là mất thời gian mà cái lúc mà khổ một cái là cái lúc mà mở ra thì dễ nhưng cái lúc mà đi thanh lý khổ vô cùng à, phải mất thời gian uh, uh, tủ quầy rồi là đi thanh lý hàng hóa thì mà mình cũng nghĩ rằng là nhà thuốc chết trả dầu được đâu tại vì kiếm vậy thì chẳng chẳng bỏ thì cả thì thôi mình đi mình đi làm thuê cũng được Ở nhà đầu mà lại lương cao uh, nhưng mà cho đến khi mà bắt đầu là À, thì thời điểm mà khi mà tôi mở ra siêu thị thuốc MPG ấy, thực ra thì bão, lúc đấy mình vẫn chưa hết cái nỗi sợ và nỗi ám ảnh từ cái uh, siêu thị thuốc Tâm Đa cái nhà thuốc Tâm Đan. Tuy nhiên thì thời điểm đấy nó đặt tôi vào mối bối cảnh ấy là phải tận dụng cái văn phòng của uh, uh, công ty Pharmaco và học viện MPG. Thì uh, tôi quyết định là tôi sẽ mở lại nhà thuốc. Nhưng mà thợ bây giờ tôi khôn hơn rồi. Tức là mình không kiểu là làm theo bản năng nữa. Mình phải nghĩ thật là kỹ. Bởi vì bây giờ mình đã có kiến thức có kinh nghiệm hơn rồi và mình có nhiều cơ hội để kiếm tiền hơn thì bây giờ mình bỏ cơ hội cho à, tức bỏ thời gian cho một cơ, cơ hội nào đó thì mình cân nhắc rất là kỹ. Thì à, tôi chia sẻ lại cái bối cảnh khi mở siêu thị thuốc MPG. Đó là cuối năm 2 uh, tháng 9 năm 2020. Thì bắt đầu tôi có văn phòng mới thì bắt đầu là thời điểm đó. Thì tôi tin rằng là cái bối cảnh mà tôi phân tích của thời điểm đấy ấy, đâu đấy nó vẫn đúng với thời điểm hiện tại. Để các anh chị thấy rằng tại sao ngày hôm nay uh, chúng ta lại uh, bàn với nhau về việc là chúng ta vẫn phải làm online bởi vì cái bối cảnh thời điểm tôi làm nó vẫn giống như hiện nay thậm chí bây giờ hiện nay cái vấn đề nó còn cấp thiết hơn thì thời điểm đó là chúng tôi có một cái là thứ nhất là mức độ cạnh tranh rất là lớn các bạn cũng thấy rồi cái trên màn hình phía bên tay trái đó là các bạn nhìn thấy là đây là những cái mà tôi cho trong vòng bán kính 1 km xung quanh nhà thuốc của tôi các bạn có thể thấy là phải đến hai ba chục nhà thuốc xung quanh và rõ ràng là khách hàng có rất là nhiều các cơ hội. Cái thứ hai ấy, là không chỉ các nhà thuốc thì các bạn thấy hiện tại là cái chuỗi nhà thuốc đã phát triển từ những cái năm 2020. hai à, cụ đến thời điểm mà tôi lấy cái báo báo cáo này cậu, thì bản thân năm 2020 thì Pharma City đã lên đến gần 600 nhà thuốc và cả tất cả hệ thống chuỗi nhà thuốc thì đâu đấy nó phải đến hàng nghìn nhà rồi và ở Hà Nội Hồ Chí Minh là những nơi điểm tập trung nhiều nhất và họ đầu tư rất là lớn này à, rồi là hàng hóa họ thì vô cùng đa dạng này, giá thì lại tốt và rõ ràng là họ rộng đẹp hơn mình. Vậy thì làm sao để mà uh, chúng ta có thể cạnh tranh được với những đối tượng này. Rồi về cái vấn đề về thói quen của uh, người tiêu dùng cũng đã thay đổi. Uh, họ mua online nhiều hơn, đặc biệt là năm 2020 là năm thời điểm dịch, dẫn đến là khách hàng họ luôn luôn có nhu cầu là nhận hàng tại nhà và họ không muốn ra nhà thuốc một phần là bởi vì là bản thân nhà thuốc là một cái điểm mà cái nguy cơ dịch rất là lớn, họ cũng sợ cái cảm giác xếp hàng chen trúc thay vì việc là ngồi nhà mát mẻ và bản thân nhà thuốc bản thân người tiêu dùng ạ, họ thay đổi cái thói quen ngày trước tức là họ chỉ đến họ mua đúng cái sản phẩm của mình, họ muốn được cái cảm giác tự chọn sản phẩm đặc biệt là với những cái sản phẩm thực phẩm chức năng, dược mỹ phẩm, trang thiết bị y tế và khi họ chọn như vậy thì đâu đấy cái mô hình nhà thuốc mới này nó phải giống như một cái siêu thị siêu thị mà chúng ta hay đi ấy đó là niêm yết giá cụ thể và các sản phẩm được bày bán một cách rõ ràng, ở à, được bày bán một cách uh, gọi là thoáng để cho người ta có thể uh, tự lựa chọn được trừ những cái sản phẩm thuốc điều trị và khách hàng thì cũng thích giao dịch online, cũng uh, thậm chí người ta còn muốn thanh toán tiền trước để có thể là uh, chuyển đến cho tức là cái phần uh, sản phẩm đấy họ sẽ chuyển đến cho người thân bạn bè của họ nhận và lúc này người tiêu dùng có bắt đầu có thói quen kể cả nhà thuốc họ cũng không chọn cái nhà thuốc ở ngay gần địa điểm nhà tức là ngay gần nhà là gần cái địa lý mà họ sẽ chọn nhà thuốc nào mà có những review đánh giá và những cái chia sẻ trải nghiệm tốt thông qua những cái kênh online chính vì thế là nhà thuốc một người dân ấy họ ngày trước thì nó chỉ lại nhà người ta không có nhiều lựa chọn online thì người ta buộc phải mua cái nhà thuốc gần nhà nhưng bây giờ người ta có nhiều lựa chọn thì nếu như bên nhà mình mà dịch không tốt thì người ta hoàn toàn có thể đặt online từ những cái nhà thuốc có review tốt hơn và rõ ràng là người tiêu dùng có rất nhiều lựa chọn vậy thì mình sẽ phải làm như thế nào để có thể cạnh tranh và sống tốt được cái thứ nữa là các bạn biết rồi các anh chị cũng biết là cách thời năm 2012 của tôi ấy thì cũng đã bắt đầu có những hình thức là ship hàng COD thậm chí là nhãn hàng tôi cũng làm thế nhưng mà bây giờ thì nó còn phát triển hơn rất nhiều thời đấy chỉ có Viettel rồi là VNPost nhưng bây giờ thì có rất đa phải đến mười mấy hai mươi những cái dạng các công ty cung cấp dịch vụ trong đó rất nhiều công ty lớn như giao hàng nhanh giao hàng tiết kiệm với cái dịch vụ ship rất là nhanh thậm chí là nội thành thì sáng họ nhận đặt đơn và trong vòng hai ba tiếng họ có thể nhận được hàng còn ví dụ hồ chí minh thậm chí là ngày hôm nay lấy hàng ngày mạng ngày hôm nay đặt đơn ngày mai họ có thể nhận được hàng nên rất là nhanh và họ không đến với cái mức độ mà họ cần phải cấp thiết mà phải ra nhà thuốc mua rồi thu hộ cod bây giờ thì các anh chị có thể những anh chị truyền thống ấy, mà chưa làm online thì đâu đấy mình cảm giác là ôi mua online thì à, có khi là mình lại bị chiếm dụng vốn chẳng hạn mình còn lâu mới thu được tiền còn bán trực tiếp offline tại chỗ thì cứ khách hàng nhận hàng thì mình nhận tiền nhưng mà bây giờ ấy, thì các công ty uh, giao hàng họ thanh toán cod rất là nhanh có thể có khi lên đến 3 lần trên một tuần thậm chí nếu các anh chị mà uh, số lượng đơn đến vài trăm đơn hàng nghìn đơn thì có thể họ thanh toán đối soát hàng ngày thậm chí rằng bây giờ các công ty họ còn trả tiền trước cho anh chị tức là người ta nhận của anh chị 500 đơn với cái giá trị là 100 triệu người ta đưa luôn cho anh chị 8 90 triệu luôn và người ta sẽ thu về sau thì cái việc mà cái cái dịch vụ thu COD ấy, càng ngày nó càng phát triển và nó hỗ trợ cho các việc buôn bán online nên mình không lo bị sợ chậm dòng vốn hoặc là phải cầm cái bill ra tận bill điện để lấy tiền rồi là mất tiền nọ kia và các công ty này họ đều làm việc 24/7 cũng giống như nhà thuốc không có ngày nghỉ. Tức là ngày nào anh chị bán được hàng là anh chị gửi được đơn đi. À, sau đó thì à, bây giờ tất cả những cái đơn này nó đều được theo dõi hành trình. Tức là anh chị còn nhìn thấy là đơn mình đang đi đến đâu và khách hàng họ có từ chối nhận hay không, họ từ chối nhận vì lý do gì. Thì cái việc mà dịch vụ hỗ trợ thuận tiện như này nó sẽ giúp cho các nhà thuốc buôn bán online rất là tốt và không uh, giảm bớt cái tỷ lệ hoàn đơn. Cái tiếp theo đó là thời điểm uh, năm 2020 nữa là tôi làm ấy thì cái rất là nhiều nền tảng online đã phát triển các anh chị có thể tận dụng được cái nguồn traffic rất là khủng ở trên các sàn thương mại điện tử mà như tôi để đây các anh chị có thể thấy đấy thậm chí cái traffic này ấy, nó còn gấp hàng chục lần so với lại các website về tin tức ví dụ như anh chị có thể thấy là shopee tháng 2 năm 2020 cái lượng traffic vào là đến 42,2 triệu traffic vào một tháng thì tức là mỗi một ngày họ có hơn một triệu lượt người vào để mua hàng và mua rất nhiều nguồn hàng thì trong đó có thực phẩm chức năng và thậm chí là một số các trang thiết bị y tế thì nếu như mà mình có shop ở trên đó mình sẽ tận dụng được cái nguồn này và khi người ta mua một số hàng thì người ta sẽ tận gọi là tiện một công ship thì người ta sẽ mua luôn thực phẩm chức năng thì rõ ràng là mình đã tận dụng được một cái nguồn traffic khủng mà nếu mình tự làm là không có làm được đó là lợi thế của sàn thương mại điện tử và sàn thương mại điện tử nếu các anh chị làm giai đoạn đầu thì thậm chí còn không mất quá nhiều phí bây giờ thì sẽ mất một chút phí nhưng mà nó không đáng kể so với việc mà chúng ta uh, cái lợi nhuận mà chúng ta có thể làm có điều là anh chị phải có chiến lược về mặt những sản phẩm nào sẽ bán trên sàn. Cái tiếp theo nữa là cái sự lên ngôi của mạng xã hội facebook, zalo nó giúp cho cái thói quen người dùng mua trên đấy rất là nhiều và đấy cũng là một trong những cái kênh khủng. Những anh chị biết là có những người live stream mà bán hàng trăm hàng nghìn đơn mỗi ngày và chỉ cần uh, có cái um, gọi là có cái tài khoản và có được một cái lượng um, traffic theo dõi. Và một cái nữa đấy chính là Trước đây thì các anh chị sẽ thấy rằng là để mà làm online rất là khó, bởi vì là chúng ta không có bộ phận thiết kế này, không có người làm uh, những cái video và chúng ta phải thuê người thì bây giờ chúng ta đã có những cái công cụ uh, Canva này, rồi là Kinemaster những cái công cụ này hoàn toàn miễn phí và giúp các anh chị dựng rất là đơn giản. Ngay cả như con gái tôi mới học lớp 4 mà đã sử dụng được những cái công cụ này thì bất cứ một anh chị nào nhà thuốc mà chúng ta chỉ cần là có hiểu biết một chút về mặt công nghệ thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được và không phải mất quá nhiều chi phí cũng như không phải thuê nhân sự để làm chuyên biệt thì đấy là tôi chia sẻ về bối cảnh nó sẽ giúp cho các nhà thuốc sẽ và bản thân tôi có thể làm được một cái mô hình nhà thuốc online và theo cái định hướng là những cái siêu thị bán những cái sản phẩm uh, những sản phẩm tiêu dùng chính vì thế đấy là lý do mà tôi đưa ra một cái uh, mô hình đó chính là siêu thị thuốc MPG và thời điểm đấy thì tôi còn nghiên cứu thêm một số những cái uh, uh, nghiên cứu survey ở trên trên mạng thì các anh chị có thể uh, thấy rằng là ở đây nó có các vấn đề mà người dùng quan tâm. Ví dụ như là uh, về giá này, về tư vấn uh, dịch vụ này, rồi là về những cái uh, uh, tư vấn nhiệt tình này, rồi là về uh, cái những chương trình khuyến mại này, họ sẽ vẫn thích mặc dù đi mua thuốc họ vẫn thích được khuyến mại này, rồi họ vẫn thích những cái chương trình mà quan tâm đến khách hàng thân thiết, uh, đổi điểm và họ thích cả những cái uh, việc mà cái sản phẩm của nhà thuốc nó đa dạng để họ có thể mua họ có thể mua cả thực phẩm chức năng cả dược mỹ phẩm cả trang thiết bị y tế thậm chí là uh, cả những cái uh, đồ tiêu dùng hàng ngày uh, ví dụ như là đấy là lý do tại sao mà phạm city long châu những cái mô hình mới họ đang ngày càng hút được khách ở. đấy là lý do như vậy thì thời điểm đấy tôi đã quyết định là sẽ đưa ra mô hình là làm sẽ là làm siêu thị thuốc MPG và với cái định vị đấy sẽ là nhà thuốc uh, uh, công nghệ 4.0 uy tín và tiện lợi. Và tôi đưa cái uh, một số những cái lợi thế cạnh tranh và định vị lên trên cái um, uh, gọi là cái uh, điểm khác biệt và nó đúng với lại những cái nghiên cứu thị trường về cái tâm lý của khách hàng. Thì ở đây tôi anh chị có thể nhìn thấy là thứ nhất là về giá chúng tôi khẳng định là giá chúng tôi luôn cạnh. Đó là lý do mà tôi đã đưa ra mô hình này. Và cũng có định vị luôn là phải sẽ bán online, offline uh, kết hợp cùng với lại online. Và định vị luôn là sẽ đưa cái uh, tiêu chí là dược sĩ đại học và uy tín tận tâm lên đầu và xác định thời điểm này là khách hàng rất là quan trọng chứ không như đợt trước là mình cũng bị động kệ khách hàng họ cần họ tìm đến mình chứ mình không tìm khách. Thì bây giờ lần này rút kinh nghiệm mà tôi sẽ xây dựng những cái chính sách chăm sóc khách hàng và xây dựng cộng đồng. Và để cho thứ nhất là giữ chân được khách cũ và thứ hai là bản thân khách mà họ hài lòng á, họ có trải nghiệm tốt thì họ sẽ chia sẻ và họ tìm cho mình khách mới. Và cái cách thức mà tôi triển khai thời điểm đó là tôi xác định luôn là mình sẽ xây dựng thương hiệu cho nhà thuốc À, bởi vì đấy là thư, là một trong những yếu tố quan trọng và tạo một cái niềm tin đặc biệt đối với lại những lĩnh vực liên quan đến chăm sóc sức khỏe và lúc này xây dựng thương hiệu sẽ bao gồm hai phần một là xây dựng thương hiệu cho nhà thuốc và hai là xây dựng thương hiệu cho chính dược sĩ thì đối với xây dựng thương hiệu nhà thuốc ấy thì tôi sẽ chọn lọc những sản phẩm mà của chính hãng à, gọi là brand name và của các công ty à, có chất lượng và kết hợp với những cái đối tác và những công ty đấy để không chỉ bán hàng cho họ mà cùng họ triển khai những cái hoạt động cộng đồng cái thứ hai là không lệ thuộc và cũng không giao toàn gọi giao phó toàn bộ cho nhân viên mà sẽ xây dựng dành thời gian để chuẩn hóa cái quy trình tư vấn từ đầu. Cũng như là khi nhân sự vào thì phải đào tạo kỹ năng và đưa ra những cái checklist và yêu cầu nhân viên phải học. Cũng như là họ phải có một kiến thức chuyên môn sâu nếu như mình đã muốn định vị để có được cái niềm tin của khách hàng. Cái thứ ba là cái giá thì lúc đấy đã có chiến lược chọn là những cái giá mà những cái sản phẩm mà nó quen thuộc ấy thì mình sẽ bán giá cạnh tranh để cho người ta cảm thấy rằng là giá mình không bán cao và chỉ những cái sản phẩm nào mà uh, thứ nhất là hàng bán điểm hoặc là những cái hàng mà uh, mình có cái nguồn riêng thì giá mình mới lấy lợi nhuận từ đó và lúc này thì triển khai đa dạng các uh, chương trình khuyến mại như các anh chị thấy ở trên hình ấy là chúng tôi triển khai rất là gần như tháng nào cũng có chương trình khuyến mại và nó là từ những cái sản phẩm có thể là dưới đáp dưới 6 tháng là bắt đầu chúng tôi đã đưa ra để làm chương trình khuyến mại và đặc biệt là những cái những cái sản phẩm mà theo trend ví dụ như là giai đoạn này mà những cái sản phẩm là hô hấp người ta đang cần nhiều hoặc là dịch người ta đang có nhu cầu nhiều thì mình sẽ đưa cái đấy ra để làm các chương trình khuyến mại và đa dạng các hình thức có thể là những hàng đồng giá có thể là quay số trúng thưởng có thể là giảm giá mình tức là mình làm liên tục thì nó có tạo tính mới giống như các anh chị thấy là ở các siêu thị mình đi mua ấy họ sẽ làm như vậy thì bản thân khách hàng khi mà đến với mình ấy họ luôn luôn có một cái uh, sẽ phát sinh thêm những cái nhu cầu khi mà người ta thấy có chương trình giảm giá và có một cái uh, kinh nghiệm tôi chia sẻ các anh chị là trước đây ấy thì tất cả nhà thuốc của tôi là thiết kế khép kín thì bây giờ là có không gian mở và đặc biệt cái không gian mở mà tiếp cận với khách hàng ở khu vực Quầy Lễ Tân là tôi chuyên để những cái hàng giảm giá. Và sau dần dần người ta tạo thành một thói quen là cứ đến vào nhà thuốc thì người ta sẽ nhìn cái khu vực đấy để xem có hàng giảm giá gì không. Và như vậy là chúng ta đã chủ động để kích thích khách hàng mua thay vì việc là chỉ bán theo những cái nhu cầu mà họ có sẵn khi mà trước khi họ đến nhà thuốc mà chúng ta tự tạo và tự phát sinh nhu cầu cho khách hàng bằng những cái sản phẩm chúng ta đang có và chúng ta đang có nhu cầu phải đẩy đi và cái thứ tư đấy là chúng tôi sử dụng các dịch vụ chăm sóc khách hàng và lúc này thì À, không phải chỉ là chăm sóc khách hàng offline tức là chỉ có trong bán nữa mà chúng tôi chăm sóc trước bán tức là trả lời thông qua những cái fanpage những cái Zalo hoặc là các cuộc điện thoại họ hỏi và sau bán tức là sau khi người ta đã uh, mua rồi thì mình sẽ định kỳ chăm sóc lại và hỏi họ xem họ dùng có hiệu quả hay không và tùy theo những cái sản phẩm giá trị càng lớn thì chúng tôi sẽ cái tần suất chăm sóc càng cao và thậm chí là chúng tôi bán những cái dòng sản phẩm lên đến 3 4 triệu thì chúng tôi còn có cái khuyến mại đổi trả và hỗ trợ họ làm việc với lại nhà cung cấp thì đấy là những cái chưa những cái dịch vụ để làm cho khách hàng trải nghiệm tốt hơn mà lúc này tôi đưa cái tư duy của một người làm marketing ở các công ty dược vào cạnh nhà thuốc của mình và coi nó như là một cái dự án kinh doanh một cái mô hình công ty nhỏ thay vì việc trước đây nó chỉ là một cái gọi là mình làm thêm kiếm được bao nhiêu thì kiếm và tôi coi nó là một dự án kinh doanh ngay từ đầu các anh chị có thể thấy rằng là từ cái lúc khai trương thì mình đã đầu tư một số những cái hoạt động về làm thương hiệu thực ra nghe thì có vẻ là tốn kém nhưng mà so với những gì anh chị đầu tư cho một nhà thuốc thì nó không đáng bao nhiêu anh chị đầu tư nhà thuốc là đều là khoảng vài trăm triệu thì một cái phóng sự như thế này hoặc một bài pr thì nó chỉ có một vài triệu thôi một phóng sự truyền hình thì đâu đấy chỉ bây giờ nếu mà rẻ thì từ 3 triệu đến 5 triệu thậm chí rẻ hơn nữa bài pr trên báo thì chỉ một đến hai triệu thì nhưng mà rõ ràng anh chị có thể dùng suốt cả một cái vòng đời kinh doanh của mình để khi khách hàng họ xem trên kênh youtube họ search trên mạng họ đều biết rằng là nhà thuốc của anh chị là uy tín và cái việc này rất quan trọng đối với việc mua bán mua bán online nhé bởi vì người ta không đến được trực tiếp nhà thuốc của mình người ta không được đến tận nơi giống như cư dân ở sát nhà thuốc của mình thì họ phải nhìn thấy được những cái thứ để có niềm tin đấy là những cái bài PR những cái video thì thời điểm đấy khi mà ra mắt thì chúng tôi cũng tổ chức lễ khai trương và cũng làm những cái phóng sự truyền hình và đồng thời với xây dựng thương hiệu nhà thuốc thì chúng tôi làm luôn xây dựng thương hiệu cho dược sĩ và tất nhiên thì không thể nào tất cả các bạn dược sĩ của chỗ quầy anh chị đều có thể xây dựng được thương hiệu cho riêng mình một nhà thuốc đâu đấy chỉ cần chọn được một đã là rất là tốt còn nếu nhà nào may mắn thì có thể chọn hai ba người thay nhau nói để nó có tính mới ở trên các kênh thì chúng tôi khi mà chúng tôi làm như vậy chúng tôi xác định là không chỉ là nâng tầm cái vị trí của cái dược sĩ ở trên nhà thuốc mà là làm cho bệnh nhân tin tưởng và khi họ tin tưởng tưởng thì mình sẽ dễ dàng tư vấn bán và bán ở những cái đơn lớn hơn và họ à, không chỉ làm đến mua thuốc điều trị mà có thể người ta tin tưởng để người ta nhờ mình tư vấn những sản phẩm chăm sóc sức khỏe như thực phẩm chức năng hoặc là những cái loại máy giá trị rất là đắt tiền như các anh chị có thể thấy trên màn hình chúng tôi có thể nhà thuốc thôi nhưng mà chúng tôi là một trong những đại lý lớn nhất hiện tại của Abbott ở khu vực miền bắc bán những cái dòng máy đo đường huyết không lấy máu với giá trị là hơn 3 triệu với điều kiện những cái người xây dựng thương hiệu này thứ nhất là người ta phải có kiến thức chuyên môn tốt, cái thứ hai là khả năng nói tốt và cái thứ ba ấy là người ta phải thích cái sự chia sẻ này. Thì các anh chị hoàn toàn là có thể tự mình, tức là tự mình build cho cá nhân mình. Nhưng cũng có thể là từ chính nhân viên cái người quản lý của các anh chị. Như tôi chẳng hạn tôi không đứng ra tôi xây dựng thương hiệu cá nhân của mình để mà bán uh, cho siêu thị thuốc mà như bạn trên màn hình là nhân viên là quản lý uh, nhà thuốc của tôi và bạn ấy đã tự xây trên tất cả các kênh và tôi có chia sẻ với các anh chị như trong cái phần giới thiệu về cái buổi ngày hôm nay ấy, chúng ta đang uh, cách rất nhiều nhà thuốc đang run sợ trước sự phát triển của chuỗi thực sự uh, đó cũng là mối đe dọa của các nhà thuốc truyền thống tuy nhiên nếu như chúng ta biết được cái gót chân xin của họ ấy, thì chúng ta không có gì phải lo ngại giống như bản thân tôi xung quanh bán kính 500 trăm nhà tôi ấy, nó có khoảng bốn uh, nhà thuốc phạc Ma City và đâu đấy nó một hai nhà thuốc Long Châu còn rất rất nhiều những cái chuỗi như là chuỗi phương chính này À, chuỗi pha này nhưng mà tôi vẫn tin rằng và hiện tại là thuốc tôi vẫn đang tồn tại được bởi vì chuỗi nó sẽ có một cái gót chân xin mà tôi chia sẻ đó chính là cái khả năng tư vấn người ta không đào tạo được nhân sự một cách đồng đều dẫn đến tình trạng là nhân sự ở đó người, các bạn ấy tin tức không tốt và kỹ năng tư vấn có những nơi thì rất tốt nhưng có những nơi thì không và đặc biệt là khi mà cái lượng che phích của họ quá đông thì họ sẽ không thể tư vấn kỹ như mình và <laughs> họ sẽ không thể hiểu khách hàng như mình được chỉ cần là nếu các bạn hiểu rằng đó là cái điểm khác biệt để mình có thể tồn tại và có một cái mối gắn kết trung <laughs> thành với khách hàng thì các bạn cần phải trao dồi cho mình đủ những cái kỹ năng ở đây tôi liệt kê ra thì hơi nhiều nhưng mà tất cả những kỹ năng này thì tôi đều đã từng đi chia sẻ với các nhà thuốc và tôi đều chia sẻ với các nhân sự ở, ở tại siêu thị thuốc của mình và các bạn đều phải uốn nắn những kỹ năng này ở đây buổi ngày hôm nay thì rất là ngắn thì tôi sẽ không chia sẻ kỹ nhưng mà nếu các bạn có được năm sáu cái kỹ năng này thì các bạn hoàn toàn tự tin và các bạn luôn luôn giữ chân nhà thuốc người ta rất khó để rời mình và lúc đấy khi người ta đã tin mình và người ta muốn nghe tư vấn của mình thì cái chi phí về giá nó sẽ không phải thành vấn đề người ta sẽ không so sánh giá à, đây là một số những hoạt động chăm sóc khách hàng chúng tôi nghĩ là, là cốt lõi nên chúng tôi làm rất là thường xuyên ví dụ như là các hoạt động uh, tặng hàng này với cái sự đồng hành của các công ty dược như tôi chia sẻ nhà thuốc nguồn lực có hạn nên chúng ta cần phải biết bắt tay và biết chơi với những đối tác chiến lược và với những cái hoạt động cộng đồng thì cái việc các đối tác họ luôn luôn sẵn lòng để họ tài trợ cho mình những cái sản phẩm mẫu tài trợ cho mình những cái uh, vật dụng quảng cáo để mình có thể làm quà tặng cho khách hàng bởi vì khách hàng của nhà thuốc cũng chính là khách hàng của nhà thuốc thì của nhà thuốc cũng chính là khách hàng của các công ty dược và cái bài này tôi nhận thấy tôi được, được học được khi mà tôi đã từng đứng trên vai của một cái người phụ trách giám đốc marketing cho một cho các nhãn hàng thì tôi biết rằng là nhãn hàng và nhà thuốc luôn luôn là những cái cần phải hợp tác win win thì các anh chị nhà thuốc nên chủ động với việc đấy thì chúng ta có thể tận dụng được cả nguồn lực của các công ty dược là rất lớn và chúng tôi thường xuyên tổ chức những cái ngày hội sức khỏe à, xây dựng những cái kênh website Uh, nói chung là phần sau tôi sẽ chia sẻ cái gì các anh chị có thể làm được ở đây là tôi chia sẻ những gì mà siêu thị thuốc đã từng làm và những cái giá trị mà nó mang lại ví dụ như là xây dựng kênh website của chúng tôi chúng tôi có đầu tôi chia sẻ luôn là chúng tôi đầu tư uh, cái web uh, website từ 3 năm triệu và hiện tại việc chúng tôi đang được hưởng từ những cái thành quả mà mình đã xây các anh chị có thể thấy là mỗi một tháng thì chúng tôi sẽ có đâu đấy khoảng 41.000 lượt che phích tự nhiên tức là người ta tự click và lên sale và 41.000 này tôi cứ quy nhẹ là một bây giờ chi phí cho một CPC tức là một cái click ấy, là khoảng 1.000 đến 2.000 thì các anh chị thấy rằng chúng tôi đang mỗi một tháng chúng tôi đang tiết kiệm được 40 triệu tiền quảng cáo thậm chí là 60 80 triệu tiền quảng cáo đấy là những cái giá trị mà các anh chị xây ban đầu của chúng và các anh chị sẽ được hưởng sau một thời gian và hiện tại thì cái kênh website đang mang đến cho chúng tôi tỷ trọng doanh thu khá là tốt ở đây tôi không tiện chia sẻ là doanh số nhà thuốc nhưng tôi chia sẻ được với các anh chị về tỷ trọng nhà thuốc của tôi là đang là 35 phần 30 35% là doanh số offline, còn lại là 70% là online. Thì các anh chị có thể thấy rằng là cái online nó đang chiếm tỷ trọng rất là lớn và nó mang lại một cái nguồn thu ổn định và luôn luôn cho chúng ta nhiều tiền khách hàng mới. Đây là một số kênh Facebook chúng tôi làm bao gồm có fanpage và bao gồm có cả group. Thì fanpage luôn luôn làm những hoạt động như là livestream rồi những cái bài post. Các anh chị có thể thấy một cái bài post nếu như chúng ta viết được những cái nội dung mà tốt thiết kế thì anh chị thấy nó chả có gì cả, chỉ là ảnh mình chụp bằng điện thoại hoặc là có hình ảnh rồi mình chen chữ lên thôi không phải thiết kế cầu kỳ tôi đã phải để cho các anh chị thấy là không hề thiết kế cầu kỳ toàn bộ sử dụng canva hoặc là ảnh thông nhưng mà những cái bài post này hoàn toàn có thể tiếp cận đến vài chục nghìn lượt click nếu như các anh chị biết cách làm và những cái này tôi nhấn mạnh lại là xây dựng kênh fanpage này là không đồng chúng tôi chưa từng sử dụng một chi phí quảng cáo nào cho các kênh fanpage này cái tiếp theo là các anh chị nên tận dụng những cái kênh Facebook cá nhân, ví dụ như là cá nhân của bản thân mình hoặc là cá nhân của các bạn là nhân viên và viết về những cái trải nghiệm và lâu dần nó cũng là một cái kênh để chúng ta tìm kiếm khách hàng có thể không chỉ là khách hàng mối quan hệ bạn bè mà nó còn là bạn bè của bạn bè chúng ta thì về cơ bản họ vẫn là những khách hàng bình thường và bây giờ tôi đã thay đổi tư duy rất là nhiều tôi không còn sử dụng gọi là ngại cái vấn đề mà đăng trên facebook cá nhân về những cái siêu thị thuốc của mình nữa à, các kênh zalo zalo thì có hai có rất là nhiều cách để làm nhé zalo oa là dành cho doanh nghiệp cái này thì uh, cần phải xác thực thủ tục hơi lằng nhằng tôi không nghe, gọi là không đề xuất khiến các bạn làm nhưng mà đối với những cái mà rất đơn giản như là các bạn tạo ra một cái nick zalo của nhà thuốc sau đó là tương tác với lại các nhóm khách hàng mình tạo những cái nhóm riêng cho từng khách để chăm sóc họ một cách cá nhân hóa và mình tạo những cái nhóm chung để mà mình phục vụ những cái đơn hàng cũng như là tạo cái độ gọi là sôi nổi khi người ta thấy rằng nhà thuốc của mình được rất là nhiều khách ủng hộ thì người ta có niềm tin hơn. Thì đấy là cái cách mà chúng tôi đã làm cho kênh Gia Nhung. Tiếp theo đối với kênh YouTube thì như tôi nói có một số những cái video nhưng nếu các bạn mà quay những cái video mà bình thường ấy thì lượng view không thể cao được. Các bạn phải chịu khó đầu tư ví dụ quay những cái tổng hợp như là hướng dẫn sử dụng máy này mà bình thường chưa có này, hoặc là quay những cái top review những cái sản phẩm tốt trong một cái công dụng nào đấy thì đấy là những cái mà khách hàng họ cần. Rồi các bạn có thể gần đây thì làm kênh TikTok. Về sàn với Shopee Lazada thì chúng tôi cũng xây cho hai sàn chính Shopee và Lazada. Nếu như các bạn không có nguồn lực thì chỉ cần Shopee là đủ. Lazada với Tiki thì không tôi không khuyến cáo các bạn cần làm. Nhưng Shopee là cái rất là cần thiết và nó không quá mất công Sản shopee chúng tôi cũng không thuê người làm Mà toàn bộ là nhân sự của nhà thuốc Chính là các bạn dược sĩ làm Các sản phẩm chụp rất đơn giản Và thiết kế chúng tôi sử dụng canva Rất trong cái khung đơn giản Chứ không cần phải thuê người Và các bạn hoàn toàn có thể làm được nếu có sự hướng dẫn Không khó Thì bây giờ nãy giờ tôi nói cũng khá là nhiều rồi Bây giờ tôi rất là muốn nghe các bạn Thảo luận Chúng ta có thể thảo luận về các anh chị nghĩ gì Cái kênh online có thể mang đến cho anh chị những cái gì và lý do để mà mình có đủ động lực là mình sẽ làm online các bạn có thể đánh vào bóc chat nhé tôi có thể mà đọc được ở trong bóc chat mình cứ đọc, mình cứ đánh theo suy nghĩ của mình tại sao mình lại phải làm kênh online ok hiệu quả nhưng mình có thể cụ thể hơn được không hiệu quả là hiệu quả về mặt gì nó hiệu quả như thế nào tăng doanh số ok đúng tiếp cận nhiều khách hàng cũng đúng luôn khách hàng dễ dàng lựa chọn sản phẩm đúng rồi và họ không tức là họ không cần phải đến trực tiếp và họ rất là dễ ờ à, ok bom khi làm kênh online đúng không thực ra là có rất là nhiều những cái câu chuyện mà chia sẻ với các anh chị bởi vì chúng ta đang bị rào cản nhiều tức là chúng ta có thể chúng ta đang có rất là nhiều những cái mối lo à, khi mà chúng ta làm nó dẫn đến tình trạng là chúng ta còn đang bị trần trừ đúng không khách được mua chứ không bị bán cái này thì mình chưa hiểu ý các bạn lắm Ok, các bạn đều nói rất là đúng về quảng bá thương hiệu này, giới thiệu sản phẩm này, tìm thêm khách hàng này. Rồi, bây giờ tôi sẽ trả lời luôn. Và có được nguồn khách hàng mới, đúng rồi. Dễ chốt đơn hơn ở chuẩn đấy. Tại vì là rất nhiều bạn nghĩ rằng là chúng ta bán offline thì chúng ta chốt đơn dễ hơn online. Nhưng mà tôi sẽ chia sẻ với các bạn tư duy ngược lại luôn. Và ngày hôm nay tôi tin rằng sẽ nhiều bạn sẽ thay đổi cái phần tư duy của mình. Thì uh, đây là những cái điều mà các bạn sẽ thấy. Kênh online nhiều người sẽ nghĩ rằng là nó sẽ gắn với vấn đề về doanh thu là nhiều nhất. Nhưng không, đối với online nó đem lại cho chúng ta một cái gọi là lợi ích tổng thể. Về thứ nhất, đương nhiên nó là các bạn thấy rồi, chúng ta sẽ có một cái nguồn thu uh, ổn định kết hợp cùng với online. Ví dụ như giả sử nhà thuốc của tôi chẳng hạn. Nếu như tôi chỉ làm offline tức là tôi chỉ bán được cho cư dân ở cái xung quanh tôi ở và đâu đấy nó chỉ được 35% doanh số hiện tại thôi. Nhưng mà nếu như mà chúng ta bán thêm online chúng ta có thêm được 65% nữa. Rồi, thứ hai, tôi phải chia sẻ các bạn nghĩ rằng bán online sẽ không có lãi. Các bạn nghĩ rằng là bán online thì bị so sánh giá này, rồi là các bạn sẽ bị uh, thiếu sự cạnh tranh này và không bằng mình bán trực tiếp. Nhưng mà các bạn phải nhớ rằng khi bán online ấy, thứ nhất là những khách hàng mua online đa phần là người ta mua thực phẩm chức năng, dược mỹ phẩm, trang thiết bị y tế. Người ta không mua thuốc điều trị thì thông thường thích điều trị người ta đến trực tiếp rồi. Và rõ ràng mọi người kinh doanh thì mọi người đều thấy được rằng những cái dòng sản phẩm đấy là những cái dòng sản phẩm thứ nhất là lợi nhuận cao. Thứ hai là giá trị trung bình đơn lớn. Ví dụ các bạn bán cho khách hàng uh, một cái đơn kháng sinh hoặc chống viêm có khi đâu đấy chỉ trên trăm nghìn, uh, giỏi thì được uh, hai, hai ba trăm nếu mà những cái thuốc tim mạch huyết uh, áp tiểu đường thì có thể lên đến vài trăm nhưng mà thực ra các bạn bán khách cho khách ở mà tiền triệu rất khó tức là rất ít khách người ta có thể mua một số lượng lớn như thế nhưng mà khi khách online cái tâm lý là thôi một lần tiện thể một lần đặt đơn này cái thứ hai là người ta đã mua bản chất và chức năng thì giá trị nó đã cao rồi nên thông thường giá trị trung bình đơn online nó phải lên đến triệu mấy cho trung bình đơn nó sẽ cao hơn là offline cái thứ hai là những cái người mà mua offline ấy, là những người mua thuốc thì cái họ ốm họ mới đi mua tức cái tần suất ốm nó không nhiều cái thứ hai là hoặc là những cái khách bị bệnh mãn tính thì người ta sẽ mua cùng lắm các bạn là ở cho là một tháng một lần nhưng mà người ta mua online thì người ta lại mua với tần suất trung bình cao hơn và người ta mua thường xuyên hơn với với cái đa dạng nhu cầu hơn không phải bị bệnh họ mới mua mà bản thân những người mua online những người mà mua để chăm sóc sức khỏe thì rõ ràng là tôi phân tích để các bạn thấy rằng là về doanh thu về mặt doanh thu và lợi nhuận chưa chắc là bán online đã ít hơn một cái nữa là về hiệu quả về tìm kiếm và gắn kết khách hàng thì rõ ràng các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ có một cái tệp khách hàng mới rồi cái thứ hai là thông qua cái kênh online zalo fanpage các bạn sẽ chăm sóc khách hàng tốt hơn trước đây là chỉ có khách hàng đến bạn mới chăm sóc được và người ta cảm thấy tốt hài lòng hay không là ở mỗi một cái lúc mà người ta mua tại cửa hàng thôi nhưng bây giờ nếu các bạn ứng dụng online vào các bạn chăm sóc qua zalo fanpage thì hoàn toàn người ta sẽ hài lòng trước khi đến và cả sau khi đến và thậm chí các bạn sẽ chăm sóc để họ tái mua tức là chúng ta chủ động kích thích họ mua thay vì chúng ta ngồi ở nhà thuốc và chúng ta bị động ngồi chờ à, rồi và cái thứ ba là thương hiệu bền vững thì cái này là cái mà đã nói rồi khi chúng ta có tăng cơ hội tiếp xúc với khách hàng đó là tăng cơ hội để làm phát triển thương hiệu và khi người ta biết đến uh, bạn nhiều thì người ta dần dần người ta hình thức hình uh, gọi là hình thành những khái niệm ở trong đầu. Và ví dụ như tôi chỉ nói là những cái post vừa rồi chúng tôi làm 40 cơ hội tiếp cận 42.000 người, tức là các bạn có cơ hội để làm thương hiệu với 42.000 người. Và cái việc đấy thì cực kỳ khó làm với các bán online, upline. bởi vì liệu lượng online bạn phục vụ cho giỏi lắm thì 500 đến 1.000 cư dân xung quanh bạn chứ bạn không thể nào có cơ hội tiếp xúc đến hàng vài chục nghìn đến hàng trăm nghìn người trên online. Đấy là cái lợi thế mà các kênh online mang lại cho bạn so với việc mà làm truyền thống trước đây. Ok, tôi thấy các bạn hỏi rất 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 nhiều đúng không? Làm thế nào để làm TikTok phải phây hiệu quả rồi website để có lượng đi. Câu trả lời là ngày hôm nay tôi không dám hứa với các bạn là tôi có thể trả lời hết được vì đấy là cả một cái quá trình. Nhưng tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái cách tư duy và để thứ nhất đầu tiên bản thân chúng ta khi muốn làm và muốn thay đổi chúng ta phải vượt qua cái tư duy và cái rào cản của bản thân mình. Sau đó thì chúng ta mới biết cách chúng ta lên kế hoạch chiến lược làm như thế nào và chúng ta sẽ giải quyết những cái khó khăn mà mình đang mắc phải cũng như là mình biết đâu là điểm mạnh để mình làm nhé ok à, câu hỏi rất là nhiều nhá bây giờ thứ nhất là chị nhờ à, Tùng với lại à, các bạn à, hỗ trợ ấy, trợ giảng ấy copy hết lại nếu ngày hôm nay chị không trả lời hết thì có thể chúng ta sẽ thêm một cái buổi để chúng ta chỉ giải đáp thắc mắc thôi bởi vì lượng câu hỏi rất nhiều và chị không đọc hết chị không thể trả lời hết được bởi vì cái phần chia sẻ slide của chị chưa hết À, mình mình sẽ tập trung mình nói live sơ chứ chị còn những câu hỏi này á thì ừ. em sẽ lưu lại anh chị ở lại trong nhóm Zalo mà mình được vào trong này nè anh chị ở lại trong nhóm Zalo để anh chị có thể xem được những cái này nha còn anh okay, chị chưa có, chị trong có thể hẹn lô. hẹn buổi hôm sau một buổi nào đấy chị sẽ live chị sẽ trả lời cụ thể chứ còn bây giờ nhiều quá nó không trả lời hết được yeah. những anh chị nào mà chưa có Zalo thì anh chị lên Facebook tìm là trùng Phật Ma để anh chị có thể vào Zalo được nha rồi chị, chị... Rồi chị ở tiếp nhé Về um, Sẽ có những bạn đúng không Các bạn đang hỏi là em muốn làm online Thế nhưng mà em không biết làm như thế nào Và em không biết rằng là cái con đường này Nó có phù hợp với mình hay không Thì hiện tại Ở đây là cái slide mình trả lời cho các bạn luôn Mình khẳng định một điều Kinh doanh nhà thuốc online không phải dành cho tất cả mọi người Và cũng không dành cho tất cả mọi nhà thuốc Tức là ngày hôm nay Không phải là ba 300 bạn Ở trong cái zoom này các bạn nghe và các bạn có thể làm được ngay. Mà chúng ta sẽ phải xem xem là cái đặc thù của mình, cái tiềm lực của mình có phù hợp hay không. Và tôi vẫn nói luôn là chúng ta đặt các mục tiêu nó phải smart, tức là nó nó phải đầu tiên nó phải là thực tế và nó có thể phù hợp với bản thân mình. Thì ở đây là tôi có liệt kê sơ qua à, những cái đặc trưng mà các bạn có thể tự soi chiếu bản thân mình xem mình có phù hợp hay không. Thứ nhất là đối với quy mô nhà thuốc thì tôi nói luôn là những nhà thuốc mà đầu tư giống như tâm đan ngày trước của tôi ấy, 100 triệu ấy thì mình không phù hợp với việc làm online bởi vì sao tôi không nói rằng nó nhỏ nhé bởi vì mua online thì không quan trọng bé nhỏ nhưng mà khi các bạn quy mô nhà thuốc của bạn quá ít ấy, thì cái danh mục sản phẩm của bạn rất là ít thì không phù hợp với online vì online khi người ta lên website người ta phải nhìn đến rất là nhiều sản phẩm à, người ta phải được chọn người ta phải sản phẩm phải đa dạng và rất là nhiều và cái phát sinh khi người ta mua mua online người ta không mua một hai sản phẩm người ta sẽ mua một lượt để ship một thẻ lên người ta sẽ cần một cái danh mục rất là lớn nên nếu như các bạn đầu tư quá ít thì chúng ta bỏ qua không làm kênh online chỉ bán offline thôi cho những cái và cái danh mục để chúng ta lựa chọn là phù hợp đúng với cái nhu cầu bệnh tật cái mô hình bệnh tật và cái nhu cầu của cái tệp khách hàng xung quanh nhà thuốc chúng ta không đâm đầu vào vào đá bởi vì tôi rất là sợ là cứ các bạn đi nghe xong cuối cùng là mình không phù hợp nên mình cứ làm mình cứ làm xong cuối cùng mình không được mình mình lại không có thành quả cái thứ hai ấy là như các bạn nói đấy, không phải sản phẩm nào cũng có thể đưa lên online được. Chúng ta phải lựa chọn một cách thông minh. Những cái nguồn hàng nào chúng ta phải có đủ lợi nhuận thì chúng ta mới đưa lên sàn hoặc đưa lên những cái kênh uh, website hoặc là cái kênh fanpage. Bởi vì sao khi mà thói quen mua online ở thói quen người ta thứ nhất phải có chiết khấu khuyến mại này. Thứ hai là mình phải bất chi phí cho sàn này thì mình phải có đủ lợi nhuận và chúng ta chỉ chọn. Ví dụ như bản thân nhà tôi cũng thế chúng tôi có 2.500 sản phẩm. Uh, nhưng chúng tôi chỉ chọn đâu đấy khoảng chưa đến 10% Để đưa lên các kênh sàn thôi Thế thì các bạn phải có một cái nguồn hàng Nó đủ phong phú Có những cái đối tác chiến lược để người ta sẵn sàng Chiết khấu cho bạn 30% thậm chí đến 50% để làm gì Là người ta không làm marketing thì các bạn dùng cái kênh online của mình Mình làm marketing thay cho họ Và như vậy thì mình mới có khoảng đủ lớn để mình Thứ nhất là mình cắt cho sàn Thứ hai là mình có thể để chi phí chạy quảng cáo một chút Để mà mình mồi Và đối với các nhà thuốc thì không chỉ là doanh thu à, đầu tư mà nếu doanh thu các bạn mà dưới 200 triệu ấy, thì cũng không nên làm online mà nên tập trung làm tốt offline thôi bởi vì cái doanh số các bạn đang quá ít nó dẫn đến cái tình trạng là các bạn không có đủ cái nguồn lực cái dòng tiền ấy để các bạn đầu tư thêm cả sản mạng online nữa chúng ta làm tốt offline được rồi cái thứ ba nữa là đặc biệt là đối với chủ nhà thuốc và nhân sự trong nhà thuốc này online chỉ phù hợp với các dược sĩ trẻ trẻ ở đây không có nghĩa là hai 30 tuổi nhé quan điểm của tôi là cứ dưới 45 50 tuổi gọi là trẻ. Bởi vì bản thân tôi đang 40 tuổi đúng không? Và tôi được biết rất nhiều những cái chuỗi nhà thuốc lớn hiện tại bây giờ người ta đang làm á. Chủ người ta còn 5 60 tuổi nhưng mà số đấy thì nó không có nhiều, 50 thì nhiều nhưng mà 60 là hơi hiếm. À, thì thường người ta là sẽ phải thuê nhân sự phải làm. Nhưng mà nếu mà chúng ta quy mô gọi là các nhà thuốc tư nhân, mình không xét đến chuỗi đi. À, chưa có nhiều tiền để thuê nhân sự thì bản thân cái người dược sĩ đấy phải hiểu biết công nghệ để chúng ta đầu tiên là những người phải chủ động làm trước khi chúng ta chưa có tiền thuê và cái việc này bây giờ tôi khẳng định là các bạn không khó làm nhé các bạn chỉ cần có chịu khó học là hoàn toàn các bạn có thể làm cơ bản ở mức độ cơ bản còn đương nhiên để mà làm giỏi thì chúng ta cần phải nhiều yếu tố nữa và nếu như một nhà thuốc mà nhân sự dưới ba người thì không nên làm bởi vì làm online ấy, nó sẽ tức là ba người đây là có hai ca thông thường nhà thuốc như, như là nhà thuốc bình thường các bạn sẽ có một ca sáng một ca chiều đúng không một người ở một nhà thuốc thì không thể làm được bởi vì lại muốn làm online các bạn thứ nhất là cần phải đóng đơn để làm rất là nhiều các thao tác và các bạn thường xuyên chăm những cái kênh online chứ không phải ngày hôm nay các bạn thích thì các bạn mở ra nhưng sau đó các bạn buông trôi cho nó thì nó không đủ để tạo hiệu quả thì thường là các nhà thuốc mà nhân sự đông hơn một chút thì chúng ta làm sẽ đều hơn hiệu quả hơn và địa điểm thì đặc biệt thì những cái bạn ở những cái nhà thuốc ở tỉnh thành lớn ví dụ như hà nội hồ chí minh đà nẵng cần thơ những cái tỉnh lớn ấy thì chúng ta làm sẽ hiệu quả hơn là những cái tỉnh xa hoặc là khách hàng chưa có những cái thói quen mua online và đặc biệt là các công ty nó chưa phát triển cái dịch vụ ship tức là chưa hỗ trợ đến lấy hàng tận nhà rồi chưa làm việc 24 trên 7 rồi là vấn đề COD nó khó khăn biêu cục ở xa đấy là những cái mà tôi nghĩ là đến thời điểm này thì những nhà thuốc đó chưa phù hợp để làm online và chúng ta nên tích lũy thêm thì đến một lúc nào đó phù hợp thì chúng ta mới nên làm thì tỷ lệ thành công nó sẽ cao hơn là chúng ta cứ cố À, uh, ok, hướng dẫn nhà thuốc hợp cách tăng doanh thu Ok, mình sẽ có một cái buổi khác Bởi vì mình cũng đã từng chia sẻ Muốn tăng doanh thu thì nó cũng chỉ có Xoay canh hai chữ keyword, đấy là khách hàng Các bạn giữ chắc khách hàng cũ Và các bạn làm sao để khách hàng cũ Giới thiệu khách hàng mới Đấy là cách bạn sẽ tăng doanh thu Và các bạn làm sao để tăng giá trị mua Tức là trung bình mua và giá trị vòng đời của họ lên Là các bạn sẽ tăng doanh thu uh, Đây là một số những cái quan niệm sai lầm nhé à, tại vì tôi cũng đã từng nghe rất là nhiều cũng đi chia sẻ cũng nghe rất là nhiều các nhà thuốc có rất nhiều lý do để là em vẫn chưa sẵn sàng hoặc chị vẫn chưa sẵn sàng để làm online thì đây tôi thấy tôi chỉ ra những cái bốn lý do mà tôi thấy là thường xuyên gặp nhất thứ nhất là mọi người luôn nghĩ rằng ôi làm online thì mất công tốn kém lắm nó không phù hợp với nhà thuốc nhỏ nhưng tôi nói đúng là nó không phù hợp với những cái nhà thuốc có doanh số 1-200 triệu nhưng khái niệm nhỏ ở đây là nhỏ đến mức độ nào nhỏ mà mình so với chuỗi thì đương nhiên là nhà lúc lớn mấy cũng vẫn là nhỏ Vậy thì chúng ta sẽ là với cái làm online này nó có thể phù hợp với đa dạng các mô hình nhà thuốc. Như tôi nói vừa nãy tôi khuyên các bạn là làm online tổng thể nhưng chứ còn nếu như các nhà thuốc mà 1 200 triệu, các bạn vẫn có thể làm được online nhưng mà đâu đấy các bạn chỉ làm mỗi một hai kênh thôi, ví dụ như là sử dụng Facebook cá nhân hoặc là làm Zalo chăm sóc khách hàng. Thì cái đấy kể cả nhà thuốc có 100 triệu hay 50 triệu vẫn có thể làm được vì nó không cần phải đầu tư quá nhiều thời gian và công sức. Và cứ nghĩ là làm online thì là phải chạy quảng cáo Và chạy quảng cáo thì rất là khó Nhưng mà các bạn nhớ rằng là tất cả những gì mà siêu thị thuốc chúng tôi đã làm đấy Chỉ 10% là có chạy ép thôi Còn 90% mang lại đều là marketing Nó gọi là marketing inbound Tức là không marketing kiểu không đồng Và chúng ta làm bằng cái kiến thức Làm bằng cái giống như là gọi là làm bằng chạy cơm ấy Và cái đấy thì nó cần sự kiên trì nên các bạn nếu như mà mình nghĩ rằng là làm online với rất nhiều tiền hoặc là mình phải có một cái doanh thu rất là lớn thì các bạn yên tâm là có rất nhiều cách để làm cái nữa là làm online thì phải làm đồng thời tất cả các kênh thì nó mới hiệu quả cái này nếu các bạn làm thương hiệu làm nhãn hàng làm quảng cáo truyền thông thì đúng phải làm một chiến dịch tích hợp đa kênh nhưng đối với cái nhà thuốc thì lại không cần phải như thế bởi vì các bạn sẽ có những cái nguồn khách hàng mà đôi khi nó chỉ cần đến từ Facebook cá nhân và cái Zalo khi các bạn bán cho họ người ta. Các bạn kết bạn với người ta và vô hình các bạn đã... bởi vì các bạn có cơ hội rất lớn khác với nhãn hàng. Nhãn hàng là phải thông qua các kênh truyền thông để mà đi tìm khách hàng. Còn các bạn là khách hàng người ta đến tận nhà rồi. Bạn để mua rồi. Chỉ có điều bạn có chủ động để kết nối với họ thông qua các mạng xã hội không? Hay các bạn chỉ tiếp xúc với họ khi họ đến mua hàng ấy thôi? Thì cái việc mà các bạn làm online nghe thì có vẻ to tát nhưng các bạn chỉ cần thay đổi một chút tư duy là các bạn sử dụng những cái công nghệ để kết nối với khách hàng ngay khi người ta đến mua của mình và thông qua những cái nền tảng đấy thì các bạn sẽ có một kết nối thường xuyên và lâu dài hơn với khách thay vì việc là họ chỉ tiếp cận với các bạn khi người ta có nhu cầu thì đấy là cái cái để các bạn hiểu rằng tí nữa tôi tôi đã từng kể với các bạn đâu đấy sáu bảy những cái kênh online mà siêu thị thuốc đã làm nhưng các bạn không nghĩa rằng là các bạn chỉ phải làm hết bảy các bạn à, mới thì các bạn làm một tốt hơn một chút thì làm hai làm 3, làm dần dần tôi sẽ hướng dẫn các bạn là các bạn lên làm theo thứ tự như thế nào và ưu tiên làm từng bước chứ không làm tất cả cái tiếp theo là mọi người luôn nghĩ rằng ôi có khi phải tuyển riêng một vài nhân sự để làm các kênh online Tức là tự nhiên là mình lại phải có thêm một cái nhân sự đấy mà mình không biết là mình sẽ trả đủ trả lương hay không hoặc là công việc của bạn có đủ nhiều để mình tuyển một nhân sự không. Nhưng mà bây giờ với cái quan điểm của chúng tôi ấy, không chỉ là trong vật quản trị nhà thuốc đâu mà trong cả quản trị học viện hoặc là hệ sinh thái chung của Pharmaco và FPG chúng tôi luôn sử dụng tối ưu nhất nhân sự của mình với quy mô nhỏ nhưng mà làm năng suất cao. Và tất cả các nhân sự khi đã vào hệ sinh thái của chúng tôi thì đều phải làm việc một cách rất linh hoạt tức là sao một bạn nhân viên bán hàng không chỉ bán offline mà ngay từ đầu khi tuyển vào chúng tôi đây đã nói rõ là phải làm online và offline nếu như không biết làm online thì chúng tôi đào tạo và thực tế là chúng tôi đã đào tạo rất nhiều các bạn vừa ra trường chưa từng có khái niệm online trong đầu không sử dụng facebook và zalo nhưng khi vào sự thuốc khi một đào tạo hai ba tháng thì bây giờ các bạn sử dụng rất là thành thạo các bạn tự là người đăng content trên fanpage các bạn tự là người đăng trên zalo và các bạn thậm chí là đã tự quay được video thì các bạn quan trọng là các bạn sử dụng nhân sự làm sao để chính những cái nhân viên của mình ấy hoặc là khi mà mình tuyển vào là mình định hướng luôn là mình yêu cầu các bạn phải làm được điều đó tức là vừa bán offline và online mình nên thay đổi tư duy tuyển dụng từ chính bản thân mình và rất nhiều người nghĩ rằng là online nó chỉ là xu thế thôi ngắn hạn <laughs> nên là nó lâu dài thì mình đầu tư thì có khi doanh thu nó không ổn định nhưng mà tôi khẳng định với các bạn nhé Online là xu thế không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới. Nó chỉ là đổi từ cái kênh nào nọ sang kênh kia thôi, tức là ví dụ như giai đoạn này có thể là Facebook đang là cao trào, sau đó thì có thể là TikTok thay thế và sau TikTok nó có thể là một cái mạng NABC nào đấy. Nhưng mà các kênh mạng xã hội và những kênh online như là tìm kiếm như Google chẳng hạn thì không bao giờ thoái trào và không bao giờ người dùng thay đổi cái thói quen đó. Dẫn đến là mình phải coi nó là một cái xu thế mình kiểu gì mình cũng phải làm nếu mình bắt đầu làm sớm thì mình sẽ đi nhanh còn nếu mình bắt đầu làm trễ khi người ta đã làm hết rồi thì càng trễ thì càng khó càng sau càng khó mình đi đầu luôn 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 là nó sẽ dễ dàng hơn khi đấy nó chưa có cạnh tranh quá nhiều còn khi mà mình uh, làm sau thì bao nhiêu cái dễ dàng người ta hưởng trước rồi top google nó chỉ có 10 cái đấy thôi người ta chiếm hết rồi thì mình không còn cơ hội nữa ok có một bạn trả lời hỏi rất hay cho mình trả lời nhanh gọn đấy các bạn phải nhớ rằng là đừng sợ đào tạo nhân sự bởi vì khi nhân sự họ trưởng thành tức là họ sẽ mang lại lợi ích cho nhà thuốc của mình. Hãy nghĩ rằng là ít nhất họ sẽ mang lại lợi ích của mình cho mình ngay tại thời điểm họ đang làm cho nhà thuốc của mình. Và nếu như mình có những chính sách đãi ngộ tốt, mình có một cái văn văn hóa tốt, mình có gắn kết với họ cả về vật chất và cảm xúc thì không lo là nhân sự sẽ bỏ đi. Thế còn nếu như nhân sự mà thành thạo rồi mà họ bỏ đi ấy, thì mình phải xem lại quay bách ngược trở lại xem xem là mình gọi là cái môi trường làm việc của mình đã tốt để cho phát triển hay chưa thế còn tư duy của một người quản lý ấy, bao giờ mà mình khả, mình nghĩ được rằng tạo mọi điều kiện cho nhân viên đi học giúp họ phát triển chính là cách tốt nhất để mà mình cải thiện cái hiệu quả công việc của mình ấy thì các bạn sẽ thu hút được các nhân sự tốt và đặc biệt là các bạn sẽ không không phải e rè khi mà chúng ta tạo điều kiện cho họ phát triển và khi nào các bạn đào tạo nhân sự thì các bạn mới rảnh uh, được chứ nếu tất cả mọi thứ mình ôm hết vào mình sợ mất nghề ấy, mình ôm hết vào giống như tôi ngày trước ấy, chả đào tạo cho nhân viên cả. Tất cả mọi thứ là là mình uh, giữ hết thế cuối cùng là chỉ khổ mình Những khách đến họ chỉ gặp mình để tư vấn bởi vì nhân viên không tư vấn được. Uh, tư vấn họ không hay. Rồi tất cả những gì mà mình tự làm hết thì tất cả các kênh mình tự quản trị hết, nhân viên có mỗi một cái việc đơn giản nhất là bán những cái thứ đó, những cái uh, khách hàng dễ tính và những cái đơn hàng dễ. Thế thì rõ ràng là chúng ta đang trả tiền nhưng mà nhân viên họ không làm ra được những cái giá trị thẳng dư, những cái giá trị gia tăng cho bản thân mình à, Vậy thì như tôi nói, xây dựng các kênh online thì nên làm lần lượt như nào? Đây tôi liệt kê ra 7 cái kênh này. 7 kênh này là kênh mà thân thuộc và dễ làm nhất đối với các nhà thuốc nhưng mà đa phần các nhà thuốc như siêu thị thuốc MPG hoặc là phương chính hoặc xa hơn là các chuỗi họ đều làm rất tốt rồi còn tôi loại bỏ tất cả những cái kênh mà nó mang tính chất khó hơn thì tôi không chia sẻ bởi vì tôi nghĩ nó cũng không quá cần thiết. Thì ở đây sẽ lần lượt theo thứ tự từ 1 cho đến 7. Thứ nhất, đầu tiên là cái Facebook cá nhân. Cái này dễ lắm. Ai cũng có Facebook cá nhân. Ai cũng dùng cái đấy để chơi mà. Đầu tiên mình sẽ dùng cái đấy. Nhưng dùng như thế nào thì nó lại là cả một cái câu chuyện chúng ta dùng để mà không bị spam quá bạn bè. Chúng ta dùng như thế nào để nó lại mang lại cho chúng ta cái nguồn doanh thu. Bởi vì uh, Facebook cá nhân đặc biệt đối với mạng y dược dược sĩ ấy là một cái thứ rất là người ta mua bằng niềm tin mà người thật việc thật thì luôn luôn người ta sẽ tin tưởng hơn. Cái thứ hai là khi chúng ta làm tốt facebook cá nhân thì chúng ta sẽ làm đến fanpage, fanpage nhà thuốc khởi tạo không mất tiền và bây giờ thì chạy quảng cáo cũng không còn hiệu quả nữa đâu. Nên là các bạn cũng không nếu mà chỉ nghĩ rằng là chúng ta làm để chúng ta chạy quảng cáo sẽ không hiệu quả. Chúng ta sử dụng fanpage này để tương tác với khách hàng và phải đăng những cái nội dung uh, có giá trị cho họ để tạo để tăng cái lượt like, lượt tiếp cận. Và cái này chỉ cần các bạn sử dụng một số các công cụ thiết kế như Canva hoặc là dựng video Kinemaster, Master các, các, các ấy, những cái miễn phí các bạn hoàn toàn có thể làm và làm tốt nội dung. Cái thứ ba là xây dựng uh, cái Zalo cá nhân. Tức là Zalo của nhà thuốc ấy và tạo dựng những cái nhóm Zalo cho khách hàng để mà chăm sóc họ. Ừ, như tôi nói là nhóm cá nhân và nhóm cộng đồng, các bạn phải phân tách rõ. Nếu ai mà tốt thì làm thêm Zalo OA. Uh, cái bước thứ tư là nếu các bạn à, nghĩ đến lâu dài và các bạn à, xác định cái con đường online mình muốn làm chuyên nghiệp ấy ba cái trên không cần phải chuyên nghiệp quá các bạn vẫn làm được những ai cũng nhà thuốc nào cũng có thể làm được vì nó không khó nhưng đến cái phần website này đã bắt đầu phải đầu tư tiền này các bạn đầu tư rẻ thì bây giờ tôi sẽ các bạn đến các bạn cần tôi có thể được gửi vào group Zalo. Rất nhiều các công ty bán website sẵn, những website sẵn 500 có, một triệu cũng có, 2 triệu cũng có, giá bao nhiêu cũng có. Còn nếu như mà các bạn làm một website truyền chỉnh giống như Mai Phạc Ma của tôi chẳng hạn thì các bạn sẽ phải đầu tư đâu đấy từ 6 cho đến 8 triệu. À, nó sẽ nhúng cả như là một cái sàn thương mại điện tử các bạn người ta vẫn đặt đơn người ta người ta đặt đơn và người ta có thông tin, người ta theo dõi được thông tin đơn hàng thì những cái đấy thì yêu cầu cao hơn còn lại giá thì rất là nhiều thứ. thì đây cái website này các bạn chỉ cần đầu tư tiền và cái thứ nữa là các bạn uh, chịu khó đăng, uh, không cần phải quá phức tạp những cái bài ngắn thôi và các bạn có một cái chiến lược để mà lên được sale như chúng tôi thì tôi phải nói thẳng luôn để các bạn đỡ phải uh, gọi là kỳ vọng quá nhiều. làm website thì dễ nhưng mà làm lên sale mà để mà mà có một cái lượng cứ mỗi một ngày cứ có khoảng một nghìn khách vào giống như là phạm như như cái mai phạm mai tôi là có khoảng một nghìn đến một năm trăm khách vào mỗi một một ngày ấy thì các bạn sẽ phải làm từ sáu tháng cho đến 12 hai tháng với sự tốc độ kiên trì trung bình mỗi ngày phải viết từ một đến hai bài và phải viết có chiến lược chất lượng bài viết phải tốt nhưng mà trước đây tôi chia sẻ luôn chúng tôi thuê sinh viên ấy. các bạn hoàn toàn có thuê các bạn sinh viên các bạn ấy viết đâu đấy chỉ vài chục nghìn một bài thôi thì các bạn ấy có thể cộng tác với các bạn và viết thì các bạn nếu mà các bạn kiên trì được các bạn khoảng 6 đến 12 tháng thì như chúng tôi bây giờ mỗi tháng chúng tôi đã tiết kiệm được khoảng 40 triệu tiền ép và chúng tôi có ra doanh thu ổn định từ đó. Bước thứ năm đấy là làm sàn Shopee, cái này chỉ dành cho những nhà thuốc mà tôi nói là các bạn có được những cái nguồn hàng tốt. Cái thứ hai là các bạn phải có thời gian để mà làm các chương trình trên sàn. Bởi vì nếu các bạn không theo các chương trình trên sàn ấy không làm các chương trình khuyến mại hoặc là những cái ngày vàng mùng 7 tháng 7, mùng 8 tháng 8, mùng 6 6 thì cũng chẳng có ai mua hàng các bạn đâu. Thời gian các bạn bỏ ra cho sàn cũng không ít, các bạn sẽ phải dành nhiều hơn là website. Còn kênh YouTube và TikTok thì uh, nó liên quan đến việc các bạn phải tìm ra được người nói ví dụ như dược sĩ hoặc là một cái là cái người đấy người ta thứ nhất là người ta có kiến thức rồi nhưng người ta phải đủ cái độ duyên và thứ hai là các bạn phải làm kiên trì thì hai cái kênh này các bạn sẽ làm sau khi các bạn đã làm thành công năm cái kênh kia và chỉ dành cho những nhà thuốc mà có cái uh, có khả năng viết kịch bản bởi vì youtube mà các bạn tiktok thì còn có thể quay kiểu mà vui, vui vui vẻ vui nhộn được chứ còn youtube là các bạn phải có kịch bản viết và cái video nó phải có giá trị nhé rồi bây giờ chúng ta cũng đã đi uh, dần đến những cái slide cuối cùng thế thì uh, các bạn có thể chat cho tôi là qua một cái buổi chia sẻ của tôi như thế thì các bạn uh, theo các bạn thì các với với cái cái uh, bản thân cá nhân các bạn nhé thì các bạn sẽ phải chuẩn bị cái gì để mà làm được những cái kênh online như tôi vừa nói tự mình ấy mình đánh giá là bản thân mình đã đã có gì và đang cần phải chuẩn bị những cái gì để làm được một số kênh online như tôi gợi ý kinh nghiệm Chúng ta chưa làm làm sao chúng ta có kinh nghiệm, đúng không? Chúng ta phải đi học từ kinh nghiệm của người khác. Rồi các bạn đã có sẵn Facebook cá nhân. Gì nữa nhỉ? Chúng ta à, tích cực thảo luận để mà chúng ta tiền. Tôi nói rồi, các bạn đừng nghĩ rằng là chỉ quan trọng là tiền, tí nữa tôi sẽ chia sẻ với các bạn, tiền nó chỉ là yếu tố thứ hai, thứ ba thôi. Tất nhiên không có tiền không làm được, nhưng mà có rất có người có rất nhiều tiền cũng không làm được. Ok, kiến thức tiền rất nhiều tiền ok. Chuyên môn, nguồn hàng, tư duy. Bạn nói một câu rất hay. Tư duy. Rồi, có nhà thuốc thì làm online rồi mà khách mua rất ít người mua. Có thể là do mình làm online nhưng thứ nhất là chưa đúng hướng, cái thứ hai là chưa đến thời điểm hái quả ngọt. Các bạn biết rồi. Trồng cây nó phải có giai đoạn gieo mầm, đầu tiên là phải cày đất, xong rồi gieo hạt, gieo hạt rồi là nó phải nảy mầm, nảy mầm thì nó phải ra ra hoa, ra lá rồi ra hoa rồi mới ra quả. Có thể các bạn mới đang giai đoạn gieo hạt thôi. Chúng ta phải kiên trì. Ok, có rất nhiều bạn đã có 20 năm. Chia sẻ với bạn Hiếu ấy là đối với việc làm nhà thuốc online, những cái nhà thuốc mà đã có thâm niên ấy cực kỳ lợi thế, bởi vì kệ với nhà thuốc online thì họ lại càng cần cái uy tín, bởi vì họ không đến được tận nơi, họ sờ tận mắt được. Nên nếu như nhà bạn chuyển đổi và cái tệp các bạn chăm lại data của cái tệp mà đã mua của nhà bạn 20 năm ấy thì cái lợi thế rất là lớn, đặc biệt là khi bạn làm 20 năm thì bản thân bạn có một cái nguồn doanh thu ổn rồi và có sẵn cái người để mà Build chính là cái người chủ mà đã mở ra 20 năm thì cái uy tín nó còn tốt hơn một dược sĩ trẻ rất là nhiều. Chỉ có điều là mình làm như thế nào và cái cái chiến lược mình mình phải xây ra sao. Rồi, chúng ta có rất là nhiều những cái uh, thảo luận và trong đó có rất là nhiều keyword hay ví dụ như tư duy này ví dụ như là kiến thức này ví dụ tiền này uh, ví dụ như là uh, kỹ năng này uh, kiên trì đúng đấy là một số những keyword mà tôi uh, dành để chia sẻ với các bạn trong cái slide cuối cùng của ngày hôm nay tôi muốn khuyên các bạn một số những yếu tố cần thiết và tôi nhấn mạnh đây là yếu tố cần thiết để bắt đầu nhé chứ không phải là để các bạn có thể thành công được mà đây là để bắt đầu tự mình thử xem xem mình có những đủ những yếu tố này chưa để sẵn sàng bắt đầu cho một cái hành trình mới mà ở đó các bạn phải thay đổi hoàn toàn thói quen tư duy cũng như là cái cách làm của mình thứ nhất tôi đưa cái tư duy lên đầu tiên bởi vì sao khi chúng ta không thay đổi tư duy cá nhân thì thứ nhất là chúng ta có rất nhiều rào cản khiến chúng ta chưa làm thì chúng ta đã sợ rồi nhụt trí rồi và cái thứ hai ấy, là chúng ta không thay đổi tư duy thì không chúng ta chỉ dùng tiền và chúng ta ngồi chúng ta nghĩ rằng là dùng tiền và nhờ người khác làm có hiệu quả được không? No. Bản thân như tôi cũng thế. Chỉ những gì tôi đã làm rồi, tôi đã trải qua rồi thì tôi mới thứ nhất là hướng dẫn được nhân viên. Thứ hai ấy, là khi nhân viên đề xuất thì tôi mới duyệt. Còn mình chưa làm, mình chưa biết nhân viên nó duyệt cái gì mình cũng không dám chi bởi vì mình không biết rằng là duyệt như thế mình chi ra thì mình thấy cái gì, mình được cái gì thì đầu tiên là cái người chủ ấy là phải thay đổi tư duy thay đổi tư duy thì bao gồm những cái gì thứ nhất là bản thân mình cũng phải chịu khó dùng mạng xã hội sử dụng những cái kênh online để mình thứ nhất là mình hiểu nó mình nắm bắt những cái xu hướng và mình hiểu đặc tính của từng kênh YouTube thì khác cái gì mà TikTok thì nó phải sao nó đều là video nhưng rõ ràng là nền tảng khác nhau nó phải đặc thù khác nhau video ngắn thì phải trên TikTok video dài trên YouTube rồi bài viết trên fanpage nó phải khác với bài viết website rồi chúng ta bản thân chúng ta ấy, và nhân sự chúng ta phải chịu khó viết bài đầu tiên là chăm tương tác trên cái chính cái facebook của mình mình muốn rằng bài viết của mình bán hàng đưa lên nhiều người biết nhưng mình chả bao giờ chịu đi like chả bao giờ comment cũng chẳng bao giờ ở xe tương tác thì sẽ không có ai tương tác lại với các bạn thì bản thân nếu chúng ta xác định làm online thì thứ nhất là chúng ta phải cởi mở tư duy chúng ta phải tương tác nhiều hơn với bạn bè và chúng ta coi cái kênh facebook của chúng ta không phải là một cái đồ chơi không phải là giải trí mà nó phải là cái công cụ để cho chúng ta kiếm được tiền và cái tiếp theo đó là kiến thức và công cụ rất nhiều bạn nói đúng cái này bởi vì sao các bạn chưa thể có kinh nghiệm được các bạn không thể dùng những cái kinh nghiệm bán hàng offline để đưa lên online được nó khác hoàn toàn cũng giống như bạn hỏi em tư vấn online xem không bán được hàng vì cái cách bạn tư vấn online nó không thể giống tư vấn offline được các bạn phải trang bị cho mình những cái kiến thức Mình phải hiểu tâm lý khách hàng online khác như nào với khách hàng offline Và mình phải biết những cái kỹ năng để tư vấn làm sao cho chốt hơn cho nó hiệu quả Thì uh, muốn có cái này thứ nhất là các bạn phải tham gia học Đầu tiên là học cách sử dụng những cái công cụ người ta miễn phí Bây giờ nhiều lắm Công cụ uh, vô cùng luôn như tôi dạy ở các khóa marketing dược ấy thì tôi dạy rất nhiều các công cụ về tìm kiếm đối thủ cạnh tranh rồi những cái công cụ để mà sử dụng thiết kế những cái công cụ để thậm chí là tìm kiếm những cái nguồn hàng luôn chứ không phải chỉ sử dụng mối quan hệ cá nhân cái tiếp theo nữa là chịu khó tham gia những cái khóa học tại vì thực ra các bạn nhà thuốc rất là thiệt thòi các bạn không được học nhiều uh, như các bạn uh, làm về marketing và sale các bạn được đào tạo liên tục bởi vì những cái gì là khi các bạn đã xin làm marketing ấy, là nó thay đổi theo thị trường và chúng ta không thể nào bán bằng kinh nghiệm giống như bán tại nhà thuốc được khách hàng của chúng ta không phải chỉ có một hai nghìn người không phải một hai cư dân ở xung quanh chúng ta mà nó là vài chục đến hàng trăm nghìn người với những cái nhu cầu thói quen khác nhau và chúng ta không học thì chúng ta rất khó để mà có thể tiếp cận và hiểu khách hàng và chúng ta update những cái trend những cái phương pháp mới cái thứ ba nữa là khi các bạn đã xác định là marketing ấy, thì chúng ta cần phải đặc biệt còn phải roi thêm vào những cái cộng đồng. Mà cộng đồng ở đây không chỉ là cộng đồng nhà thuốc để chia sẻ với nhau những nguồn hàng, cách định giá rồi cách xử lý khiếu nại mà do cộng đồng marketing chuyên cho nhà thuốc để chúng ta đấy những cái buổi như ngày này không phải chỉ tôi đâu rồi sẽ tôi tin rằng là bên chỗ của bạn Tùng sẽ mời rất rất nhiều các anh chị có những cái kinh nghiệm cho chia sẻ ngày hôm nay thì thông qua những cái kinh nghiệm kiến thức của mọi người đấy là cái cách nhanh nhất để các bạn có thể học hỏi. Và đến cái thứ ba nhá thì mới là đầu tư tiền bạc về mặt chi phí. Bởi vì với quan điểm cá nhân của tôi từ trước đến giờ tôi thường làm marketing không đồng. Tức là tôi sử dụng những cái liên quan đến chất xám những cái gì đấy là content những cái uh, những cái gọi là kiến thức của mình chứ không lệ tưởng vào tiền, không chạy ép bởi vì bản thân chạy ép chỉ dành cho những người cho những công ty dược lớn đại gia, họ có tiền họ quảng ra rồi chúng con nào thì chúng tóm lại chúng họ câu cá theo kiểu là họ cứ quăng lưới uh, gọi là quăng lưới xuống và đánh bom cá chết hàng loạt còn mình không có tiền thế thì mình phải dùng giải pháp như thế nào bởi vì là mình ít tiền mình quăng ra mà, mà mà không thu được cá về thì là coi như là mình đã đói rồi không có cơ hội để tồn tại lâu dài nên là các cái, 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 cái tôi chia sẻ với các bạn là với các bạn nhà thuốc mới bắt đầu làm online ấy, thì chúng ta chịu khó học tập thay đổi tư duy còn các hoạt động mình sẽ ưu tiên làm những cái việc mà từ không đồng rồi bắt đầu mới đến chi tiền tức là đừng bao giờ chạy ép khi các bạn chưa tự làm fanpage của mình đừng bao giờ chạy quảng cáo hoặc là uh, chi những cái khoản tiền về gọi là làm biển bạc các thứ quá tốn kém khi mà chúng ta đang chưa tự build cho mình những cái kênh uh, online để hứng được cái hiệu ứng đó cái tiếp theo nữa là chúng ta nên thay đổi tư duy về mặt đầu tư ngân sách tuyển dụng nhân sự bởi vì họ chính là cái người sẽ làm thay bạn. Nếu như bạn không có khả năng làm online thì bạn phải tuyển dụng những sự làm được việc đấy thay bạn. Có thể tôi phải chia sẻ nhưng vậy tôi quên mất cái đoạn chia tôi còn chia sẻ chia sẻ vì nhiều quá. Những nhân sự hiện tại của bên chỗ tôi chắc chắn là nền cái mức lương ấy nó đang cao hơn cái mức mặt bằng chung, thậm chí nó cạnh tranh được với cả các chuỗi. Nhưng mà nếu các bạn nghĩ rằng là nếu như các bạn trả lương cho các bạn đấy thì người ta có thể mang về doanh thu lớn hơn. Là những bạn mà có thể là các bạn trả lương ít Ví dụ như này nhá Các bạn trả, trả cho một bạn mức lương 4-5 triệu Các bạn ấy có thể bán một ca cho bạn được 100 triệu Còn nếu như bạn mà trả lương mức lương 8-10 triệu Biết đâu cái ca của các bạn Có thể bán cho bạn gấp đôi doanh thu Thì rõ ràng cái khoảng lợi nhuận đấy Nó thừa sức để trả cho cái nhân sự Mà bạn đang phải cover khoảng lương trên lệch Và khi mà nhân sự có năng lực ấy, Thì người ta sẽ giúp mình làm được rất là nhiều thứ đây là bài học mà tôi đã thay đổi rất là nhiều khi mà tôi làm siêu thị thuốc so với thời trước tôi làm tâm đa và thêm một cái nữa là khi các bạn đã làm online các bạn phải để ý đến việc chăm sóc khách hàng bởi vì là lúc này khách hàng online là khách hàng rất khó chiều và người ta rất nhiều lựa chọn nếu như offline người ta mua của các bạn bởi vì các bạn gần nhà thì thậm chí người ta ức chế người ta có khi người ta vẫn phải mua bởi vì người ta tiện người ta buộc phải chấp nhận điều đấy. Nhưng online là gì người ta rất nhiều lựa chọn nên các bạn lại phải đầu tư để chăm sóc khách hàng. Trong đó thì có những hoạt động liên quan đến làm những cái vật phẩm, làm những cái chương trình quà tặng để chăm sóc khách hàng nha. Thì đấy là những cái mà tôi chia sẻ với các bạn trong cái buổi ngày hôm nay để các bạn đâu đấy gợi mở cho các bạn những cái tư duy về cái cách chuyển đổi và bất cứ một chuyển đổi cái gì nó cũng đều phải trả giá, mất thời gian, công sức, mất tiền bạc, thậm chí mua bài học thậm chí là bỏ tiền ngu để mua những cái bài học thất bại nhưng đó là một con đường mà tôi nghĩ rằng để mà cạnh tranh với chuỗi và phát triển bền vững là con đường mà tất cả các nhà thuốc lên đi đặc biệt là những các bạn dược sĩ trẻ các bạn đang còn cơ hội tức là còn một cái khoảng trước mắt rất là dài những nhà thuốc nhiều khi người ta mở hai ba mươi năm rồi thôi thì đầu nó vào đấy rồi còn các bạn vừa mới mở 3 tháng 5 năm tháng thậm chí một năm con đường các bạn đi nếu muốn đi dài vẫn phải đi theo xu hướng này và hy vọng rằng là cái buổi ngày hôm nay thời gian nó rất là ngắn tôi đã cố gắng là chia sẻ nhanh hết sức có thể để có thể à, truyền đạt được cho các bạn những cái thông tin mà tôi nghĩ rằng là đâu đấy nó cũng khá mới mẻ và không dễ để các bạn có thể nhớ hết được ngay thì hy vọng là các bạn à, cũng à, mỗi một người sẽ nhận được cho mình những cái keyword những cái từ khóa có giá trị và trên đây thì là facebook cá nhân của tôi à, các bạn có thể à, nếu mà quan tâm hoặc là muốn đặt câu hỏi thực ra thì tôi phải nói thật là tôi không thể trả lời hết được tất cả các câu inbox đâu à, nhưng mà đâu đấy nếu những câu nào mà tôi cảm thấy thực sự cần thiết và uh, gọi là không phải là cần thiết với phía tôi mà cần thiết với các bạn tôi sẽ trả lời còn những câu nào mà nó chung thì đâu đấy tôi sẽ viết những cái bài chia sẻ trên facebook cá nhân để cho tất cả các bạn có thể đọc được à, các bạn có thể quét qr để mà kết nối với tôi trên đây nó có ba kênh một là kênh facebook hai là kênh uh, fanpage và ba là kênh uh, YouTube trên đấy YouTube thì tôi chưa biết tôi chưa chia sẻ nhiều những cái video dành cho nhà thuốc nhưng tôi đã chia sẻ rất là nhiều những cái video về khái niệm marketing dược nói chung uh, tôi nghĩ rằng là các bạn nhà thuốc hoàn toàn có thể học được ở trong những cái video đấy OK cảm ơn các bạn và trước khi mà dành lại mic cho bạn Tùng thì tôi rất là mong uh, các bạn có thể uh, để mà tôi cũng biết là các bạn đang lắng nghe các bạn có thể mô tả ba tính từ mà các bạn cảm nhận sau buổi chia sẻ của tôi ngày hôm nay à, từ gì cũng được khen chê cũng được không vấn đề gì cả à, các bạn chỉ uh, chia sẻ cái cảm xúc của các bạn lúc này bằng ba từ mà các bạn đang nghĩ ra trong đầu không cần phải nghĩ quá nhiều nhé các bạn uh, tôi cũng rất là muốn là lần đầu tiên mà được uh, tiếp xúc với uh, số lượng nhà thuốc đông như thế này tôi xem các bạn uh, cảm nhận như thế nào ba tính từ chứ không nhất thiết là phải ba từ ví dụ như là vui vẻ này uh, hữu ích này ví dụ như thế Ok cảm ơn các bạn à, Những cái lời à, nhận xét à, Làm cho tôi rất là vui Thế thì à, bây giờ thêm một cái câu hỏi nhỏ nữa đi Nếu như mà chấm điểm Bài chia sẻ ngày hôm nay trên thang điểm 10 Thì các bạn cho tôi mấy điểm Các bạn cứ à, khách quan thoải mái Để có thể là tôi sẽ cải thiện tốt hơn cho những bài lần sau Ok cảm ơn rất nhiều điểm 10 Xúc động quá Ok cảm ơn các bạn nhé Các bạn cứ tiếp tục chấm Và chắc là tôi sẽ dành lại mic cho bạn Tùng Không biết là có bị chiếm thời lượng của ban tổ chức nhiều quá không Dạ rồi, em cảm ơn chị Lê Phương Dung ạ. Thì hôm nay là do thời lượng của chương trình cũng có hẹn nên là anh chị sẽ dành một ít thời gian anh chị có thể vào những cái kênh Facebook hiện tại mình sẽ show lên màn hình cho anh chị hoặc là anh chị vào trong nhóm Zalo nha. Đây anh chị có thể vào trong Facebook này. Hội nhà thuốc và thuốc Việt Nam anh chị kéo xuống thấy mà có những cái bài đăng của admin Tùng như vậy là đúng hoặc là anh chị có thể tìm đến fanpage là Tùng Phật Ma để anh chị có thể đặt những câu hỏi thôi anh chị có thể theo dõi. Anh chị có thể theo dõi xem là cái tuần sau hoặc trong tháng này có những cái uh, những chương trình nào hữu ích và có những chương trình nào mà hội đang tổ chức thì anh chị có thể tham gia ở tại đây nhé Còn à... bài hôm nay thì đã được uh, ghi lại thì chắc là sẽ sắp xếp như thế nào đó sẽ gửi lại cho anh chị uh, sau. Anh chị ừ. có thể uh, theo dõi ở Chắc là ban tổ chức cũng sẽ phải uh, cắt kép lại xóa một số những cái uh, lúc bận những ảnh hưởng đi với cái thứ nữa là tôi có thấy các bạn thì có hỏi thì tôi phải chia sẻ như thế này thực ra thì trước giờ thì tổ chức rất là nhiều khóa học cho các bạn marketing dược tuy nhiên thì nhà thuốc cũng là một trong những đối tượng mà bản thân tôi cũng rất là quan tâm và cũng rất là mong muốn hỗ trợ thì với cái sự đồng hành cùng với lại hội nhà thuốc về thuốc thì cũng như là định hướng mà tôi đã chia sẻ trong cái sự kiện nhân dịp 4 năm sinh nhật của học viện đấy thì năm nay học viện với cái sứ mệnh vẫn tiếp tục là nâng cao cái chất lượng nhân sự marketing ngành dược thì chúng tôi sẽ tôi và thêm hai giảng viên nữa sẽ cho ra khóa đầu tiên là chuyên về việc về đào tạo về quản trị và marketing nhà thuốc tuy nhiên tôi phải chia sẻ luôn xin ban tổ chức một ít thời gian là khóa này không dạy về vấn đề chuyên môn không dạy về việc chi tiết vận hành setup nhà thuốc nhưng khóa này cũng sẽ giống như cái bài ngày hôm nay tôi muốn đưa cho các bạn những cái tư duy chiến lược, những cái tự gọi là cái tổng quan khi chúng ta làm một nhà thuốc thì phải như thế nào để chúng ta có cái tỷ lệ thành công. Và Uh, sẽ tư duy bài bản theo 7 chữ P từ việc lựa chọn sản phẩm về định giá như thế nào chiến lược địa, lựa chọn địa điểm ra làm sao những cái chương trình chăm sóc khách hàng việc xây dựng thương hiệu cá nhân của dược sĩ cái cách để mà mình làm các hoạt động chăm sóc khách hàng thì chúng tôi sẽ gói gọn ở trong đấy để tôi mong muốn rằng là nâng tầm các anh chị dược sĩ lên không chỉ là chúng ta coi cái vấn đề về kinh doanh nhà thuốc nó là một cái uh, kinh doanh nhỏ lẻ mà nó trở thành một cái dự án để chúng ta có thể tự tin đầu tư những lên đến hàng hàng trăm thậm chí là hàng tỷ và nhiều tỷ như uh, các chủ nhà thuốc lớn. Bởi vì chúng ta hoàn toàn khi đã có công thức rồi thì tôi nghĩ rằng các anh chị sẽ rất là dễ để có thể làm và chúng ta sẽ giảm thiểu những cái rủi ro thất bại giống như trước đây tôi đã từng làm với nhà thuốc Tâm đa Đây anh chị nào chưa vào nhóm Zalo thì có thể bấm vào nhóm Zalo nha, mình sẽ gửi nhóm Zalo lên uh, trên chat, khung chat cho em chị bấm vào. Nữa. À khóa học sẽ diễn ra online nhé tại vì là tôi cũng biết là các nhà thuốc rất là bận Đặc thù thì không giống như là các bạn marketing dược có thể đến học viện trực tiếp à, Trước mắt thì chúng tôi sẽ làm online nhưng mà lâu dài thì tôi vẫn định hướng sẽ làm cả các khóa offline Để các bạn nhà thuốc ở Hà Nội có thể đến giao lưu à, Và định hướng chúng tôi cũng muốn là tạo dựng những cái cộng đồng về marketing cho nhà thuốc Như là cộng đồng PharmaCom mà chúng tôi đã xây Nó là một cái sân chơi riêng dành cho nhà thuốc Ở đó sẽ có những cái anh chị có kinh nghiệm, có kiến thức và có kỹ năng để chia sẻ với các bạn để nâng dần nhà thuốc nhỏ lẻ lên mức độ chuyên nghiệp và bài bản hơn. Các bạn Rồi. cứ yên tâm nhé. Rồi cuối cùng thì xin chào tất cả anh chị đã dành một ít thời gian để đến để dự những cái buổi hôm nay. Rồi cảm ơn chị Dung đã dành ít thời gian để chia sẻ với anh chị những thông tin hữu ích. Anh chị có thể xem lại thông tin tại nhóm Zalo nha. Hôm nay thì buổi học của mình sẽ kết thúc tại đây anh chị nhé.